Đây rồi em lại quay trở lại các bác nhá. Thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ mua đủ 200 là bao ship thôi. Mua nhiều, mua ít, mua thế nào cũng được. Cứ đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, đơn giản vậy thôi các bác nhá. Và lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship với em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng các bác cứ mua tưng bừng, mua nhiệt tình lên. Từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship, nó rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop. Nay về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò, hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý nhá, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì rất là tốt nhá. Đây. Đấy, hàng của Italia con này, đây. Made in Italia nhá, made in Italia con này. Đó, Italia. Đó, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci nhá, hàng thương hiệu Gucci đấy con này. Đấy, Gucci. Các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 350.000 cho một con mũ da bò như này. Có lên cho em là mũ da bò nhá. Mũ da bò giá sẽ là 350.000. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn này. Đấy, đây trên một cái đỉnh đầu này của nó có một cái núm rất là đẹp này. Và cái khuy này của nó thì sẽ là khuy co giãn bằng đồng như này nhá. Đấy, bằng đồng như này thì các bác có thể mình cho ra cho vào bằng cái khuy bằng đồng này cho em này, rất là chắc luôn nhá, rất chắc này. Đấy, khuy bằng đồng như này có thể điều chỉnh đầu to đầu nhỏ đội được hết nhá. Và giá thì rất là tốt cho các bác luôn đây. Đấy, để em sẽ lên hình. Đây các bác này. Đấy, một con mũ này. Đội vào rất là chất chơi con rơi luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp các bác này. Các bác có thể mình đội để đi chơi, đi học, đi làm, đi du lịch. Đấy, đều ok hết các bác nhá. Đó, đội vào khẳng định đẳng cấp thương hiệu luôn. Đó, giá thì chỉ có 350.000 thôi. 350.000 và bao ship đến tận nhà. Có thể kiểm tra và thanh toán nhá. Kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, 350.000 lên cho em là mũ da bò nhá. Mũ da bò 350.000. Bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Mũ da bò này, mũ da bò giá sẽ là 350k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Màu đen, màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đeo hông nhá. Túi đeo hông, chất liệu của nó 100% bằng da bò hết nhá. Đấy, các cái loại, các cái đồ da bên em là bằng da bò hết nhá. Đấy, túi da bò này thì các bác lên cho em là túi đeo hông nhá. Con túi đeo hông này thì sẽ là 130.000 này. Khóa bằng đồng và chất liệu là da bò tự nhiên nhá. Đây, phần khuy bên kia này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Có quai để các bác đóng này. Đấy, quai đóng này các bác này. Đấy, để các bác đeo vào hông nhá. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đựng tiền này, rồi đi buôn đi bán rất là tiện cho các bác luôn. Rất đẹp các bác nhá. Đấy, chất liệu da bò tự nhiên này. Con này các bác có thể dùng để mình đây. Đấy, xoắn chiếc thoải mái bỏ ra nó lại như bình thường nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con túi đeo hông như này nhá. Lên cho em là túi hông nhá. Túi đeo hông 130.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái túi chéo nhá. Túi hông thì có hai màu, màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh này. Đấy, túi đeo hông bên shop có hai màu, màu nâu và màu xanh như này. Đó, hai màu, màu nâu màu xanh nhá. Tiếp theo thì túi chéo nhá. Túi chéo cũng có cho các bác là hai màu luôn. Đó là màu nâu và màu xanh. Đấy, túi chéo cũng có hai màu, màu nâu và màu xanh như này. Rất là đẹp các bạn. Đấy, túi đeo chéo nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn chính này. Ngăn chính khá là to rộng rãi luôn. Tiếp theo là đến hai ngăn phụ ở mặt đằng trước nhá. Mặt trước thì sẽ có hai ngăn phụ này và mặt đằng sau có một ngăn phụ nữa này. Đấy, một ngăn phụ nữa. Đó, thì tổng cộng là rất là nhiều ngăn nhá. Và con này thì các bác lên cho em là túi đeo chéo nhá. Chiều cao này khoảng 25 rộng 20, cao 25 rộng 20. Con này thì sẽ là túi chéo cũng có màu nâu và màu nâu và màu xanh như này, màu nâu và màu xanh như này. Giá thì sẽ là 140.000. Tiếp theo thì túi vuông nhá. Đấy, con này thì sẽ là một cái túi vuông này. Các bác lên cho em là túi vuông nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con túi vuông như này sẽ là 180.000 cho một con túi vuông nhá. Túi vuông sẽ là 180.000 thì con này to hơn. Đấy, và nó đắt hơn một chút thôi. Quai của nó các cái phần khuy khuyết đều bằng đồng hết nhá. Và quai là vải dù trần với lại da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên rất là đẹp luôn. Con này thì các bác dùng thì nó khẳng định cái đẳng cấp, cái thương hiệu của gia chủ luôn các bác nhá. Đó, đây, sập này cho em này, rất là tiện dụng nhá. Đây. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Chiều rộng là 20, chiều cao là 25 nhá. Rộng 20, cao 25. Và khi mà mở hết cổ ra thì nó vào khoảng từ 8 đến 10 cm. Đấy, đằng trước hai ngăn, đằng trước hai ngăn, đằng sau một ngăn và một ngăn chính này. Và bên trong thì nó lại chia ra làm hai ngăn nữa, một ngăn có khóa và một ngăn không. Đấy, một ngăn khóa, một ngăn không như này. Lên theo là túi vuông nhá. Con túi vuông này thì sẽ là 180.000. Đó. Lên mã treo là túi vuông này. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho mã túi vuông này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp thì con này nó sẽ là một cái vòi tưới cây.
đấy, và rất là đa di năng cho bác luôn đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái cút như này, ba cái cút nối này, một cái đầu vòi như này, và có thể điều chỉnh đầu vòi bằng đồng như này nhá, và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để mình xịt rửa này, rửa xe này, rồi tưới cây này, rồi bơm nước các thứ, và có các cái đầu để các bác kết nối với các cái nguồn nước khác đây, các cái đầu cút như này, các cái đầu cút như này để các bác kết nối với các cái nguồn nước, nó cũng rất là tiện dụng thôi. Đó. Thì lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá, giá sẽ là 50k thôi, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, rất là tiện dụng luôn. Rồi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp này, đấy. Vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái túi du lịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là ba lô du lịch đây, ba lô du lịch. Con này thì nó cũng có dây đeo như này các bác nhá, dây đeo như này, đấy, có dây đeo như này. Con này thì nó sẽ là bằng da công nghiệp thôi, chứ còn nó không phải là bằng da bò đâu. Tại vì là giá nó rẻ thì không lấy đâu ra có da bò được các bác nhá. Đó. Một con túi to như này, chiều dài của nó thì khoảng 50, chiều rộng là 20 nhá, chiều dài 50 và rộng là 20. Và con này thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch rồi đi công tác này, hoặc đi đâu cũng được. Các bác đựng đồ hoặc đi học đi làm đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch. Ba lô du lịch lá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Thì các bác lên mã lại giúp cho em đó sẽ là ba lô da nhá. Đấy, ba lô da. Đấy, thì nó sẽ là hàng bằng da như này các bác này. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô da nhá, ba lô da. Đấy. Giá của nó sẽ là ba lô da này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ba lô da nhá, giá của nó sẽ là 120.000 nhá, 120k, 120.000 cho cái ba lô da như này các bác này. Lên mã giúp cho em là ba lô da, ba lô da nhá. Đấy, giá sẽ là 120.000. Được rồi. Lên mã cho em là ba lô da nhá, giá của nó sẽ là 120.000 cho cái ba lô da như này, kích thước của nó là 50 nhân với lại 20. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác kia đèn 5 cánh nhá. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh. Thì con này siêu sáng cho bác luôn, công suất của nó sẽ là 100W nhá, 100W. Lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000. Đèn 5 cánh này, đèn 5 cánh nhá. Giá sẽ là 120k cho một con đèn 5 cánh như này. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Độ sáng là 65.000K nhá, 6.500K. Đó. Đây, rất sáng cho các bác nhá. Đây, đây các bác này. Đấy, đây một con đèn 5 cánh này các bác này. Sáng chói sáng chang luôn các bác nhá. Đấy, chỗ em quay đây. Đấy, đèn 5 cánh rất là sáng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 thôi, 120.000 cho một con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn mà dùng nó rất là bền. Các bác có thể về để mình sử dụng ở gia đình nhà mình nhá. Lên theo là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120.000 cho cái mã đèn 5 cánh. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đèn dầu. Con này thì nó sẽ chạy bằng dầu, về nhà các bác đổ dầu vào đây cho em. Ví dụ như đề phòng mưa gió bão bùng này. Chất liệu của nó thì sẽ là bằng hợp kim và giả đồng nhá. Đấy, bằng thép và sơn giả đồng rất là đẹp các bác này. Về nhà các bác xoáy cái bấc này, xoáy cái này ra cho em này. Sau đó thì các bác đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây là mình sử dụng thôi. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác nhá. Và đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác nâng cái lẫy này lên cho em này, sau đó thì mình châm lửa vào này, châm lửa sau đó thì các bác lại thả xuống cho em. Đó. Cái này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa trong nhá. Đây, nhựa trong và chịu nhiệt này. Các bác đốt thoải mái luôn. Và đây thì nó sẽ có cái bấc này để các bác có thể điều chỉnh tăng hạ bấc rất là ok. Dòng này thì sử dụng bằng dầu nhá. Về nhà các bác mua dầu mazut ấy, dầu đốt, các bác đổ vào cho em là mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em là đèn dầu chiều cao khoảng 25cm và chiều rộng thì khoảng 15cm. Đó, rất là đẹp các bác. Con này thì các bác có thể vừa dùng để mình trang trí này, trang trí để co, hoặc là mình dùng khi mà mất điện cũng được. Mất điện thì mình có một cái đèn dầu này mình thắp cũng rất là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu nhá. Lên cho em là đèn dầu này. Giá sẽ là 135k cho một mã đèn dầu như này, 135.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là thuộc dòng bằng thép và sơn tĩnh điện rất là đẹp nhá. Hàng như kiểu là hàng cổ nhá, hàng cổ rất là đẹp luôn. Đó. Lên mã cho em là đèn dầu 135.000 nhá, 135.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà hai lạng các bạn, bình trà inox nhá, trà inox hai lạng. Đấy, con này sẽ là bình trà inox hai lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bình trà inox 2 lạng như này, giá của nó sẽ là 100. Con inox 2 lạng này sẽ là 130.000 nhá. 2 lạng này là 90.000 à. Thì nó sẽ có hai cho các bác hai màu, màu đen và màu đỏ đô nhá, màu đen và màu đỏ đô như này. Đấy, con này thì các bác có thể thứ nhất là đựng trà này, thứ hai là đựng cà phê này, thứ ba là các bác có thể đựng các cái loại hạt cũng rất là ok luôn, đựng các loại hạt rất là ok nhá. Thì các bác lên cho em là bình inox nhá, bình inox
thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu đen và màu đỏ như này, màu đen màu đỏ như này nhá. Con bình 2 lít con bình 2 lạng này, thì bình 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là bình inox 2 lạng có màu đen màu đỏ, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo là bên shop có cho các bác là con bỏ sang cái bình inox. Có cho các bác là màu con này là 4 lạng nhá, 4 lạng. Và nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Có cho các bác là đầu tiên là màu inox này, màu inox màu vàng gold và màu đỏ đô. Con này thì đựng được 4 lạng nhá. Đựng được 4 lạng thì giá sẽ là 130.000. Thì cũng rất là rẻ thôi các bạn, rất là rẻ thôi. Đây con bằng inox này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là gioăng nhá. Nắp xoáy có gioăng hết nên rất là khít luôn. Đấy các bác, ruồi muỗi kiến dán các thứ là không thể xâm nhập vào được, cho các bác yên tâm sử dụng. Cho đỗ lạc, cà phê, ngũ cốc rồi các cái loại hạt vào đây rất là ok, hoặc là đựng trà nhá. Bác nào miền Bắc miền Nam hay uống chè, chè khô ấy, cho vào đây cho em, giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ độ ẩm rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình chè inox 4 lạng nhá. Chè inox 4 lạng có 3 màu, màu vàng, màu đỏ và màu inox. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bình như này. Đấy, giá rất rẻ các bạn, giá rất rẻ cho các bác luôn, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips cô nhá. Hàng thương hiệu Philips như này. Đây, hàng Philips này. Công suất của nó là 3.000W luôn. Con này thì bên shop bán cả 1.000.000 con rồi. Dùng rất là ngon luôn, không có khách nào ý kiến gì cả. Sử dụng điện 220V và giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, một cái con máy sấy tóc hàng thương hiệu Philips như này, giá chỉ có 130.000 thôi. Công suất của nó sẽ là điện 220V. Đấy, lên theo là sấy tóc Philips nhá. Sấy tóc Philips này, đấy, điện 220V nhá, điện 220V. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Đấy, 130.000, công suất là 3.000W nhá. 3.000W, con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Đó, dùng để sấy tóc rất là ok nhá. Lên theo là máy sấy tóc Philips nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ngoài dòng sản phẩm đó là cái một cái túi này, mấy cái túi hàng của quân đội Nhật nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là túi Nam nhá, túi Nam. Con này thì giá chỉ có 110.000 trong cái túi như này thôi. 110.000 nhá, giá rất là rẻ các bạn. Đấy, và hàng đẹp, giá hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là túi Nam nhá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng túi như này các bạn. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hàng, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của quân đội nhá. Đây, quai đeo con này, có quai đeo, quai sách đàng hoàng con này. Đấy, quai đeo, quai sách đàng hoàng cho các bác luôn. Có điều chỉnh độ dài, độ ngắn các bác nhá. Đấy, có điều chỉnh độ dài, độ ngắn như này. Và khi giở ra thì nó rất là to nhá. Đấy, giở ra cái chiều ngang của nó vào khoảng là 10cm luôn. Đằng trước thì có 1-2 ngăn này, đằng sau có 1 ngăn. Và ở bên trong thì nó cũng có cho các bác là 1 ngăn khóa nhá, 1 ngăn khóa. Các bác có thể dùng để đựng iPad, rồi máy tính bảng, rồi để đi học, đi làm, đi du lịch cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em là túi Nam nhá, túi Nam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Và hàng này thì các bác có thể màu của quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật rất là đẹp. Đấy, lên cho em là túi Nam, giá sẽ là 110.000 nhá. Túi Nam này, 110k cho một cái túi Nam như này. Rồi, ok. Đây rồi, em Phạm Hớn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên em sẽ bao ship. Đó, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên em sẽ bao ship các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Cầm cho anh cái bơm 1T ra đây. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm 2T. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Các bác lên cho em là bơm 2T nhá. Giá của nó sẽ là 240.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bác này. Đây, nó sẽ là một con bơm như này. Có kèm cho các bác là 3 đầu bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các kiểu con là điểu luôn. Đấy, có đồng hồ đo nhá. Có đồng hồ đo tổng cân của nó là 10 cân nhá. Tổng cân nó là 10 cân. Hàng thì của thương hiệu Santalay của Nhật nhá. Santalay Japan đây. Đó, nó sẽ là hàng made in Japan các bác này. Santalay made in Japan nhá. Đây, made in Japan. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. 240.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra, test thử bơm mô tô, bơm xe máy thoải mái, sau đó thì thanh toán tiền cho em nhá. Đó, bơm thì cực kỳ khỏe và đẩy hơi luôn. Thân bơm thì được làm bằng hợp kim và sơn tĩnh điện, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Lò xo cứng cáp này, ống bơm thì sẽ là bằng inox không gỉ nhá. Bơm cực kỳ khỏe, đẩy hơi cho bác luôn. Hàng này của thương hiệu Santalay của Nhật nhá. Santalay của Nhật made in Japan này. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2T. Con này thì sẽ là 240.000, 240k và bao ship tại nhà cho bác luôn. Bơm 2T nhá. Bơm 2T. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã bơm 1T nhá. Con bơm 1T này thì giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Nó cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là khỏe, dày dẫn chắc chắn. Và ưu điểm của con này thì dây của nó sẽ là dây bơm của nó thì nó sẽ là dây dù nhá các bác nhá. Đấy, dây
cao su và bọc bọc vải dù như này. Bọc vải dù thì nó cũng rất là chắc chắn các bác nhá. Con này thì cân bơm của nó sẽ là bơm được 7 cân. Bơm được 7 cân mà cực kỳ khỏe luôn. Đây là đầu kết nối để các bác bơm xe đạp xe máy này, bơm xe đạp xe máy này. Đấy, và con này thì cũng bơm rất là khỏe và đẫy hơi các bác nhá. Rất là khỏe và đẫy hơi các bác này. Đấy. Và cũng có đồng hồ báo nhá. Đồng hồ báo của nó thì nó con này bơm được 7 cân. Bơm được 7 cân các bác cũng bơm xe đạp xe máy thoải mái cho em luôn. Đó, khung xương cũng sơn tĩnh điện cực kỳ chắc chắn. Con này thì rất nhỏ gọn nhá, chiều dài khoảng là 30 cm và chiều rộng thì nó vào khoảng là 8 đến 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi bỏ vào xe ô, xe máy, xe đạp để mình mang đi đề phòng ngoài đường. Bác nào đi đường dài mà cần phải bơm vá thì mang con này đi cho em nó cũng rất là tiện. Đấy, để mình sử dụng trực tiếp. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một con bơm một ti như này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là bơm một ti nhá. Đấy, bơm một ti. Giá của nó sẽ là 100k cho mấy em bơm một ti như này. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá. Bơm một ti nhá, một ti. Giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100 cành cho con bơm một ti như này. Đó, bên shop có một ti, 2 ti và sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm rất là mới. Đó là bên shop về cho bác cái bật lửa. Các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa rồng nhá. Bật lửa rồng thì lô này bên shop về cho bác một cái mẫu rất là mới này. Đấy. Con này thì có sẵn ga là các bác này, có sẵn ga là về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu bạc và màu vàng như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là Zippo, Zippo rồng nhá, Zippo rồng. Đó, lên cho em là bật lửa Zippo đi. Đấy, lên cho em là bật lửa Zippo nhá để cho nó dễ này. Bật lửa Zippo thì có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa Zippo này. Đấy, đây. Con này thì nó sẽ có sẵn ga rồi, có sẵn ga các bác này. Đấy. Có sẵn ga rồi. Đấy, các bác chỉ cần về là sử dụng thôi. Màu sắc thì rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Nó sẽ có màu vàng và màu bạc và đều là có hình con rồng như này nhá, có hình con rồng như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng bơm ga và bên em thì nó sẽ có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, còn hết ga thì các bác lại bơm ga tiếp cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Đó. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo nhá. Đấy, bật lửa Zippo này. Đấy, lên cho em là bật lửa Zippo. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một con bật lửa Zippo thì có hai màu, màu bạc và màu vàng, tùy theo anh em các bác chuộng cái màu nào thì hô màu đấy cho em nhá. Có màu bạc, màu vàng như này rất là đẹp này. Đấy, con này là con màu bạc, con này là màu vàng nhá. Lên cho em là bật lửa Zippo này, bật lửa Zippo. Đó. Giá của nó sẽ là 90k. Dòng này thì sẽ có sẵn ga cho các bác rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là đẹp nhá các bác này. Đấy, tanh tách luôn. Đấy, cầm vào con bật lửa cực kỳ là sang xịn mịn luôn nhá. Rất sang xịn mịn luôn, hình con rồng rất là đẹp như này. Đấy. Nhưng mà các bác lên tên cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc thì xong rồi, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Màu vàng, màu bạc thì đây nó sẽ là màu vàng này. Đấy, nó có đính một viên ngọc như này cho nên là các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con bật lửa ngọc như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc, giá của nó sẽ là 120k. 120k. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc này. Đấy, nó có đính hình viên ngọc như này, cho nên là bên em lên nó là bật lửa ngọc cho nó dễ. Đấy, có đính hình viên ngọc như này nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Và con này thì về nhà các bác đổ xăng vào nhá, nó chạy bằng xăng. Đấy, con này thì nó sẽ chạy bằng xăng, bằng dầu. Có sẵn đá rồi, các bác về các bác đổ vào cho em. Đó. Rất đẹp con này. Đấy, một con một cái con rồng màu ấy rất là đẹp như này. Đấy. Con này thì sẽ là mạ vàng 18 carat nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá thì chỉ có 70.000 trong con tẩu thuốc như này thôi. Đó, rất là đẹp các bác này. Lên cho em là tẩu thuốc, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 trong con tẩu thuốc như này. Đấy. Con này của nó thì bằng nhựa và cái phần phễu này thì hình bằng hợp kim này. Đấy, các bác có thể dùng để hút thuốc lào, hút thuốc lá đều được hết nhá. Lên cho em là tẩu thuốc này, rất là đẹp luôn. Đó, giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp và xịn sò cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là cái này là cái gì đây? Bật lửa đại ca à? Anh bảo bật lửa đại ca 180. Các bác lên cho em là bật lửa đại ca nhá. Đấy, bật lửa đại ca. Đó, nó sẽ là một con bật lửa như này và nó sẽ là hàng đại nhá. Các bác chỉ cần ấn như này thôi. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Nó sẽ có đánh lửa tự động đây rồi các bác nhá. Có đánh lửa tự động như này rồi. Và nó sẽ là một cái dòng bật lửa to. Đấy, và có lẫy khóa nhá. Khi các bác không dùng thì khóa lẫy lại cho em này. Khi bật thì mình mở cái lẫy này ra cho em nhá. Đó. Và có điều chỉnh to nhỏ ga ở đây nữa. Các bác lên cho em là bật lửa đại ca nhá. Bật lửa đại ca.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này, chiều dài khoảng gần 20 cm, chiều rộng thì khoảng 3 cm nhá. Đó, có công tắc bật rất là ngon luôn, bấm lên tách cái này là ra luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa đại ca, bật lửa đại ca. Giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Các bác lên cho em là bật lửa đại ca nhá. Đó, bật lửa đại ca này. Bật lửa đại ca giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180 cành, lên cho em là bật lửa đại ca. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòng, các bác lên cho em là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp này. Đấy, đây nó sẽ là một con vòng như này và sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường như này nhá. Có đính các hạt nam châm từ trường này giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Các bác đeo vào tay này cho em. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đấy. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Amanium các bác này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá. 50.000 thì con vòng vàng điều hòa huyết áp này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một vít như này, một vít như này và kèm thêm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau, 246 này, 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Và nó sẽ có đầu trợ lực như này các bác nhá. Đấy, có trợ lực như này các bác này. Xoáy thì cực kỳ là khỏe cho các bác luôn. Đó, và có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, và có xoáy nhanh đảo chiều nhá, xoáy nhanh đảo chiều có trợ lực cho các bác luôn. Có trợ lực cho nên xoáy nó rất là khỏe nhá. Các bác lên tiên là vít đen trợ lực, vít đen trợ lực nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vít này và 6 cái cây vít nữa, 6 cây vít 12 đầu nhá. Lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k. Đấy, vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực 60k thôi. 60k nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ vàng nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Công suất của nó sẽ là 16A 250V. Hàng chống va đập nhá. Đấy, chống va đập các bác sử dụng thoải mái cho em luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là ổ vàng nhá. Giá của nó chỉ có 45k thôi. 45k cho một con ổ vàng như này nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có là chân tròn này, chân dẹt và ba chân các kiểu là điều luôn. Đấy, phần kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, dẫn điện đều bằng đồng hết. Đấy, đập phá thoải mái quá này, đập phá thoải mái luôn. Các bác dùng để mình chiến công trình, ăn lẩu, ăn nhức hoặc là dùng đa chức năng được hết nhá. Đập phá thoải mái luôn, không hề hấn gì nhá. Đó. Và giá thì chỉ có 45k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ổ vàng nhá, ổ vàng. Giá của nó sẽ là 45.000, ổ vàng này. Ổ vàng. Ừ, chào bác. Giá sẽ là 45k cho một cái ổ vàng như này nhá. 45.000. Đó, 45.000. Bác lấy gì bảo em lấy cho. Đấy, đập phá thoải mái quá này. Đây, đập phá thoải mái luôn. Đấy, ổ vàng giá sẽ là 45k. Đúng, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200 còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này.
Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái con robot hút bụi các bác nhá. Robot hút bụi này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì con này bên shop đang bán cho bác với cái giá đó là 100 con này đang bán là 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác một cái con robot hút bụi như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Một con robot hút bụi mà các bác không thể tin vào tai mình được luôn nhá.
là giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái cản pin về nhà, các bác rút cái cản pin này cho em này, tháo cái chân quay này ra này. Đó, và sau đó thì các bác chỉ cần nhấn nút khởi động như này là máy chạy thôi. Đấy, máy đang chạy này. Đây thì nó sẽ có con hút này, nó hút vào đây này. Gió nó sẽ hút vào đây, hút bụi vào đây, và con này, hai con này nó sẽ quét này. Đấy, lên cho em là robot hút bụi nhá. Đây, em sẽ đặt cho các bác xem này. Đấy. Con này thì nó có thể hút được cả trên thảm này, hút được cả trên thảm rồi, hút đa di năng được luôn. Đấy, trên thảm, trên nền đất rồi, nói chung là đa di năng hết thôi nhá. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đây. Đấy, và nó sẽ có cảm biến các bác nhá, có gọi là có cảm biến nhá, khi mà nó chạm vào đâu là nó sẽ tự quay đầu các bác này. Đấy, chạm vào là nó tự quay đầu thôi. Rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé chơi được hết các bác nhá, chơi được hết luôn. Đấy, đây các bác thấy không, đây nó đang hút được các bạn. Đấy, tí nữa em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, cực kỳ sạch luôn các bác nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé chơi được hết các bác nhá. Đấy, và nó sẽ hút rất là kỹ cho bác luôn. Đấy, có cảm biến nhá. Đấy, có cảm biến tức là có, ví dụ như là nó chạm vào các cái bề mặt là nó sẽ tự nó quay đầu ra đấy, đấy các bác thấy không. Đấy. Đấy, rất là tiện luôn. Rồi, mới hút có khoảng 1 phút thôi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái lượng bụi khủng khiếp ở bên trong nhá. Đây các bác nhá. Đấy, em sẽ dừng máy này, dừng máy này. Tháo ra cho các bác xem này. Đấy, đây là cái nắp tháo ra này. Đây các bác nhá. Đấy, và đây nó sẽ có một cái lắp màng bên trên này. Lắp màng này là để nó, đây, vừa nãy xong này các bác này. Vừa nãy xong mà các bác thấy cái độ bụi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, em sẽ lấy thật nét cho các bác xem này. Những cái bụi mịn như này thì không bao giờ mình có thể quét được các bác nhá. Không bao giờ mình có thể quét được luôn. Đây. Đấy, một con máy sạch trắng bong như này mà em mới hút có khoảng 30 giây thôi. Chứ chưa đến một phút đâu mà cái lượng bụi của nó đã vào được tới như này rồi các bác này. Em chưa nói những cái rác to này, không nói làm gì nhá. Những cái rác to này thì không nói làm gì có thể quét được. Nhưng mà những cái dòng bụi mịn như này thì nó rất là khủng khiếp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, những bụi mịn thì rất là khủng khiếp luôn. Mà mình không, mắt thường mình không thể nhìn thấy được này. Mắt thường mình không thể nhìn thấy được, các bác thấy chưa? Đó, cho nên là dùng con này thì cực kỳ là hữu ích luôn. Và cái giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn cho một con, phải nói là một con robot như này mà giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một con robot như này thì không thể tin nổi luôn các bác nhá, không thể tin nổi luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán để nó lau này. Đấy, về nhà các bác dán cái miếng dán này lên cái bề mặt này cho em này. Rồi chổi vệ sinh rồi cáp sạc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Đấy, lên mã giúp cho em là robot hút bụi này. Đấy, robot này. Robot lên nha, là robot hút bụi nha. Đấy, robot hút bụi. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đang bán là 150.000 nhá. Riêng hôm nay xả kho cho bác 120.000 trong con robot hút bụi này luôn. Khủng khiếp chưa? Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dòng sản phẩm lên cho em, đó là cái LED cái lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Con này thì nó sẽ có 3 màu các bạn, 3 màu. Màu sáng trắng, màu sáng vàng và màu trung tính nhá. Đấy. Sáng trắng, sáng đỏ và trung tính. Dòng này của nó thì công suất của nó sẽ là, nó sẽ là một cái dòng bóng mà đây, của nó là 12W nhá các bác nhá, 12W. Nhưng mà nó siêu sáng luôn các bác nhá, 12W mà siêu sáng luôn. Mà nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này các bác này, nhỏ bằng hai ngón tay, nhỏ bằng hai ngón tay các bác nhá. Đấy, 12W siêu sáng và nhỏ bằng hai ngón tay như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 màu, 3 màu cho nên bên em gọi nó là bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, màu trắng, màu đỏ và màu vàng trung tính nhá. Đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Thì nó sẽ có 3 màu cho các bác luôn. 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu trung tính các bác này. Đấy, có 3 màu để cho các bác lựa chọn nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên cho em. Đó, nó sẽ có 3 màu các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đây, có 3 màu cho các bác luôn. Đây. Đây, các bác cứ tắt bật thì nó sẽ đổi màu nhá. Đấy, tắt bật nó sẽ đổi màu các bác này. Đây các bác nhá, thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Đầu tiên là màu đỏ này, sau là màu trắng trắng này và màu đỏ này. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đấy, màu đỏ, màu vàng, màu trắng nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Đấy. Màu đỏ này, ánh sáng đỏ nhá thì các bác cần dùng, ví dụ như là mình úm gà, úm giếc cần cái ánh sáng đỏ như này thì các bác sử dụng cho em. Tiếp theo là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và tiếp theo nữa là ánh sáng trắng này. Đó. Và công suất của nó là 12W nhá, 12W cho một quả như này. Và nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi các bác nhá. Đấy, em nói lại là nhỏ bằng hai ngón tay này thôi. 12W nhưng mà nó rất là sáng luôn. Dập cổ giam. 12W nhưng mà nó rất là sáng luôn nhá. Đây em sẽ test cái độ sáng thực tế cho các bác xem này. Đấy, đây. Đây các bác này, em bật lên cho các bác xem nhá. Ôi giời, dập cổ giam thì lại mất điện. Thôi bật lên. Đấy. Đấy các bác nhá, thì rất là sáng luôn. Rồi ok các bác nhá. Đấy thì nó rất là sáng luôn các bạn. Đấy, sáng trắng này, sáng đỏ và sáng vàng nhá. Trắng đỏ vàng. Đó, trắng đỏ vàng nó sẽ có 3 màu như vậy. Và công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000.
lên mã giúp cho em, đó là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu, giá của nó sẽ là lên cho em là bóng 3 màu này. Đấy. Bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30k trên một quả nhá. 30.000 trên một quả. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái bóng 3W này. Con này thì công suất của nó là 3W nhá. 3W. Đấy, có lên cho em là bóng LED 3W này. Con này thì độ sáng của nó sẽ là 3W thôi. 3W nó rất là nhỏ để các bác có thể dùng để mình sử dụng trong các cái khu vực nào mà mình cần sáng liên tục nhưng mà lại không cần phải sáng quá các bác nhá. Để mình sử dụng thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ một cái con bóng 3W như này, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một quả bóng 3W này thôi. Đấy, lên cho em là bóng 3W, giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng 3W như này thì cũng rất là tiện dụng. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp em là bóng 3W. Không cái này thôi. Lên cho là bóng 3W, giá của nó sẽ là 10.000 các bác nhá. 10.000 cho một quả bóng 3W này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia cầm cho anh cái ống 63 ra đây. Kéo cắt ống nước nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá. Một loại là cắt ống 42 nhá. Con này thì chuyên cắt được ống 42 trở về nhá. Cắt. Cắt được ống 42 trở về các bác này. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con kéo cắt ống 42 như này nhá. Các bác lên cho em là kéo ống 42 này. Đấy, lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống 42 như này. Con này của nó thì các bác sẽ cắt được từ ống nước 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật này, Kabushi Japan của Nhật nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Các bác về các bác cắt ống nước thì rất là ngon, không cần phải dùng cưa nữa. Dùng cưa thì nó sẽ có mùn. Đấy, cái thì các bác dùng nó rất là bất tiện. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Lên mã giúp em là kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy con này các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng cắt nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì các bác chỉ cần đẩy đi này cho em này, đẩy đi này cho em. Đó, đẩy đi như này này. Thì khi các bác cắt đấy thì cái bề mặt của cái miếng tôn nó sẽ không nằm ở trên nhá, nó sẽ không nằm ở trên mà nó sẽ nằm ở dưới cái nách này. Thì các bác cứ thế là đẩy đi này cho em là xong. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Kéo tôn trợ lực giá thì chỉ có cho bác là 160.000 thôi. Kéo tôn này, con này có trợ lực luôn nhá. Kéo tôn trợ lực hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160k nhá. 160.000 Japan các bác này. Đó, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một cái con kéo tôn trợ lực như này. Con này thì rất là bền bỉ và chắc chắn, các bác dùng nó có trợ lực thì dùng nó rất là thích. Giá thì chỉ có 160k thôi. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia bộ ba bấm móng của Đức nhá. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức này. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Nó sẽ là 100.000 cho một bộ bấm móng như này, bao gồm cho các bác là 3 cây bấm móng của Đức nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Winling của Đức đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và con này của nó thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng nhá. 3 cái bấm móng này thì nó sẽ có cho các bác là một cái bấm móng nhỏ này, một cái to này và một cái bấm khóe này. Bấm khóe này thì ví dụ như là các cái khóe tay khóe chân này các bác đưa vào cho em thì mình bấm nó sẽ triệt để được hết các cái ngóc ngách các bác nhá. Đó, dòng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bấm rất là ngon nhá. Các cái khe kẽ tay kẽ chân đều bấm được hết nhá. Đấy, các cái khe kẽ này các bác đưa vào nó rất là ngọt các bác này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bộ ba bấm móng như này. Và con này ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác có thể mình đựng móng vào được luôn nhá. Đấy, cái phần này để các bác đẩy lên này. Đấy, đẩy lên và đựng móng vào đây. Đấy, khi mình cắt thì mình đẩy lên và khi ấy xuống thì mình lại đẩy xuống để mình đổ ra. Đó, lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho ba cái bấm móng như này. Tính ra chỉ vào có hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này thôi. Bây giờ các bác ra ngoài cửa hàng mua một cái bộ bấm móng đẻo thôi, nó cũng đã phải là mất đi vài chục rồi. Đấy, mà đây chỉ có 100.000 cho ba cái bấm móng như này. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức. Bộ ba móng Đức. Bộ ba móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho bộ ba móng Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khoan mini. Không phải khoan mini. Khoan mini các bác nhá. Đấy, khoan mini thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan như này nhá, một thân máy khoan như này. Đấy, một thân máy khoan như này các bác này. Con này của nó thì các bác có thể sử dụng trực tiếp theo hình cây súng như này, hoặc các bác có thể đảo chiều được nhá. Ấn cái nút này để đảo chiều cho em thì khi mình đảo chiều thì nó sẽ là một cái khoan thẳng như này các bác này, một khoan thẳng như này. Đấy. Thì các bác lắp cái mũi này vào cho em, lắp cái mũi này vào này. Đấy là mình sử dụng bất kỳ được luôn. Đây các bác này. Đây em sẽ test xoáy ốc cho bác xem nhá. Đây. Đấy, đây cái này là xoáy ra này. Đảo ấn cái này thì lại xoáy vào này các bác này. Khoan rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác dùng cẩn thận không là tuét ốc đây các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đây, đấy.
Đây con này rất tiện dụng luôn. Xoáy ra xoáy vào đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Đấy, xoáy ra con này. Đấy, xoáy ra này. Đấy. Xoáy vào này. Rất là khỏe luôn các bác, rất là khỏe luôn. Đó các bác theo. Ngoài ra thì con này nó sẽ có rất là nhiều các cái chức năng nhá, nhiều các chức năng luôn các bác. Đấy, nhiều chức năng luôn. Các bác có thể dùng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 30 cái đầu vít như này nhá. 30 cái đầu vít như này các bác này. Đấy, 30 cái đầu vít này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác này để cho các bác về mình sửa chữa lặt vặt này. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay nối dài này các bác nhá. Con nối dài này thì nó sẽ có thể ngoắt nghéo được này, có thể ngoắt nghéo được nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả cái đầu ấy nữa các bác nhá. Cả cái đầu đây. Cái này nó sẽ là một cái đầu một cái bộ vít như này, một cái bộ vít và mũi khoan như này nhá, và nó sẽ có cho các bác là đầu lục giác nhá. À đầu gọi là các cái đầu ấy đây, các cái đầu đầu lục giác đây, đầu lục giác thì nó sẽ có là từ 4 đến 14 nhá. Đầu lục giác từ 4 đến 14 như này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đấy, củ sạc của rước đầy đủ cho các bác luôn. Một cái bộ khoan mini như này. Các bác lên trên là khoan mini nhá. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, 180.000 cho bộ khoan mini như này. Lên trên là khoan mini nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho bộ khoan mini các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác con hút bụi chạy bằng các bác lên trên là hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn, cũng rất là khỏe. Hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Tamasio nhá, Tamasio, hàng nội địa của Nhật này. Con này thì cũng chức năng của nó là cả hút cả thổi được luôn nhá. Đó, cả hút cả thổi được luôn. Hút rất là mạnh con này. Đấy, hút rất là mạnh luôn con này. Đấy. Và cả thổi được luôn nhá. Các bác lắp cho em cái đầu thổi này vào, lắp cái đầu thổi này vào con này. Đấy. Lắp cái đầu thổi này vào thì các bác dùng để mình bơm phao, bơm bóng hoặc là thổi bụi, thổi biếc cũng đều được hết nhá. Lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đấy, đây. Thì các bác thổi như này các bác này. Đấy. Đây các bác này. Các bác này, đấy. Lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đấy, đấy, các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng này. Đây, các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là khỏe luôn. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin nhá. Bên shop có cả cái loại chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện, cho nên lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin. Giá thì sẽ là 100 300 mấy. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hút thổi bụi này. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, thổi bụi pin. Đấy, bằng pin nhá, giá sẽ là 170k nhá, 170.000 cho hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Mớn này lên để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu đá mài nhá. Thì bên em có hai mẫu. Đó là mẫu đá vàng và mẫu đá đỏ. Thì nó chỉ lệch nhau một chút thôi các bác nhá. Và độ mịn của con này thì nó sẽ là đá đỏ này là 3.000, 8.000. Còn con đá vàng này thì sẽ là 5.000, 10.000. Hàng thì sẽ có cho các bác kèm là một cái đệm cao su như này. Để khi các bác để trên bề mặt mình mài dao thì nó không bị trơn trượt và các bác không bị đóng chặn chiếc gì cả. Mà cứ thế là để là nó sẽ giữ yên định vị cho bác luôn. Đó. Và hàng này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng gửi tới các bác nhá. Lên mã giúp cho em là... Các bác lên cho em là đá vàng hoặc đá đỏ nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một viên đá mài như này thôi. Đấy, hàng này của nó thì khi các bác mài dao thì siêu bén cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đó, made in Japan. Đây các bác này. Đó, hàng của thương hiệu Katashiwa, nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Con đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là đá đỏ này. Đá đỏ giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Đó. Và các bác lên cho em là viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90.000 con này. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90.000. Nó sẽ lệch nhau 20.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đá vàng nhá. Đá vàng thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Katashiwa, made in Japan này. Đấy, Katashiwa made in Japan. Đá vàng này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 nhá. Đấy. Độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000. Đó, và giá sẽ là 90k. Còn đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. Đấy, 3.000 trên 8.000. Và giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó. Thì các bác lên xem là đá đỏ hoặc đá vàng nhá. Đá đỏ hoặc đá vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt rồi. Đó. Độ mịn của nó rất là cao và mài dao thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Mài dao siêu bén cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cầm cho anh ghi dầu của đầu xanh có chai nào không? Đó là cái dầu của đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu của đầu của thương hiệu Clear đây. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp và sản xuất ở Thái Lan nhá, cho nên là các bác yên tâm. Đó, hàng sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Đấy, Bangkok Thái Lan này. Đấy, hàng ở Bangkok Thái Lan nhá.
sản xuất ở Thái Lan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Bên shop có hai màu, màu trắng và màu xanh như này, màu trắng và màu xanh như này, nam nữ đều dùng được hết. Dung tích của nó sẽ là 450 ml các bác nhá, 450 ml. Giá thì sẽ là 80k thôi. Giá chỉ có 80.000 cho một lọ dầu gội đầu như này thôi. À, một lọ dầu đầu clear như này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua ấy thì cái giá của nó sẽ tầm vào khoảng là 130 đến 150 cho một cái lọ như này. Nhưng mà riêng bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị thì giá nó rất là tốt luôn và hạn sử dụng đến năm 2026 này. Đấy, ví dụ như là con này thì nó thuộc cái hàng là hàng trưng bày. Và nó khi hết hạn sử dụng thì siêu thị nó bắt buộc nó phải đẩy ra. Cho nên là cái giá mà bên shop nhập được giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Con này nếu các bác mua bên ngoài nó khoảng 140.000 nhá, 140.000 cho một cái lọ như này. Đấy mà bên shop để cho bác giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 rẻ một nửa luôn các bác nhá. Đấy, lên xem là dầu gội đầu thì nó sẽ có dầu gội đầu clear thì nó sẽ có hai màu là màu xanh và màu trắng như này, màu xanh màu trắng như này. Nam nữ đều dùng được hết nhá. Các bác lấy màu nào thì lấy. Giá thì sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, các bác lên xem là khay úp cốc, một khay úp cốc mạ vàng 18 carat siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái chiều cao của nó thì vào khoảng 12 cm, thì khi các bác úp những cái cốc dài không sợ bị lật nhá, không sợ bị lật. Và một cái khay này thì nó sẽ úp được 6 cái cốc. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay nhựa như này để các bác đỡ nước này. Đấy, ví dụ như là nước các bác rửa xong nó bị thừa này, hoặc là khi mà mình úp xuống thì nó sẽ còn những cái giọt nước nó dính ở cốc thì các bác nó sẽ chảy vào đây cho các bác này, thì nó rất là tiện. Thì lên cho em là khay úp cốc, giá thì chỉ có 70k thôi, 70k. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là khay úp cốc, giá của nó sẽ là 70k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái chảo của Nhật nhá. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Đấy thì một con chảo như này, kích thước của nó sẽ là 20 cm nhá, 20 cm. Hàng thì nó sẽ là chảo tráng đá chống dính, cực kỳ là dày dẫn luôn. Đấy, tráng đá chống dính rất là dày dẫn các nhá. Đấy. Hàng này rất là dày các bác. Đấy, tráng đá chống dính siêu dày cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 cho con chảo tráng đá chống dính như này thôi. Và có kèm cho các bác là một cái khay đỡ như này nhá, một cái khay đỡ như này. Thì khi các bác chiên rán xào nấu thì mình nem niếc các thứ này. Đấy, hoặc rán tôm ăn riếc thì mình đặt lên đây cho em đó. Và nó sẽ có dập khuyết như này, dập khuyết như này để khi các bác rót dầu riếc thì nó sẽ thành cái phễu, nó rất là tiện. Ví dụ mình chiên rán không hết thì mình lại rót ra các bác nhá, rất là tiện luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái chảo chiên không dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k đó. Chảo chiên ngập dầu này đó, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100.000. Chảo chiên ngập dầu này, chiên ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho em chảo chiên ngập dầu như này, rất là tiện dụng con này. Đường kính của nó sẽ là 20 cm. Các bác dùng để chiên tôm, chiên niếc, xào nấu được hết nhá. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật đây, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên cho em là khay bánh bao nhá. Khay bánh bao hoặc là khay hấp xôi cũng được. Đó, lên cho em là khay bánh bao. Giá thì một con khay bánh bao như này giá thì chỉ có 50 cành thôi. Tất cả của nó là chất liệu bằng inox 304 và nó sẽ là thu nhỏ như này, hoặc là các bác thì có thể banh như này. Thì các bác có thể dùng để mình chiên hấp này. Đấy, để mình hấp bánh bao này, hoặc là hấp các loại thực phẩm thức ăn này, hấp gà, hấp yết các thứ này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để đựng hoa quả như này nhá. Hàng của Việt Nam chất lượng cao nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao. Lên mã cho em là khay hấp bánh bao. Đấy. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì họ phải bán cho các bác dưới khoảng 80.000 đến 100 nhá. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop chiên khách hàng chỉ để cho các bác với giá 50.000 thôi. 50.000 cho một con khay hấp bánh bao như này, rất tiện dụng luôn. Khi mở ra thì cái đường kính của nó khá là to nha, nó vào khoảng là khi mở ra thì nó vào khoảng 30 cm thì đấy, các rất là to luôn. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con khay hấp bánh bao như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bát úp mì nhá. Các bác lên tiền là bát úp mì. Dung tích của nó thì con này khoảng từ 300 đến 500 ml nhá, 300-500 ml, tức khoảng nửa lít gì đấy các bác nhá. Đấy, và rất là tiện này. Con này ưu điểm của nó thì có quai này và quai nhựa chống chống nóng này. Thứ hai là có nắp đậy rất là khít luôn. Đấy, nắp rất là khít như này thì các bác nếu mà các bác úp mì chỉ khoảng 30 giây các bác rót nước sôi và đậy khoảng 30 giây là các bác phải dở ra luôn, không sẽ bị nẫu mì nhá, nẫu mì. Đó, bên trong thì bằng inox sáng bóng và bên ngoài thì nó sẽ là bằng nhựa chống nóng như này, rất là tiện dụng mà sạch sẽ đẹp không nhá. Lên cho em là khay úp cốc, cái gì này úp mì nhỉ, cái gì khay úp mì à, lên cho em là bát úp mì nhá. Bát úp mì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 cho một cái bát úp mì như này thôi, rất là rẻ bạn. Đấy, 50.000 cho cái bát úp mì như này. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái led nháy 5m nhá. Đấy, led nháy 5m thì con này thì nó sẽ có bóc dán vào tường luôn, các bác bóc ra dán vào tường cho em. Đấy, con này thì rất là đẹp và nháy nhiều màu, đa sắc màu luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá, đó là lên cho em là led 5m, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con led 5m như này. Bật cho anh cái công tắc lên. Đấy, các bác lên cho em là led 5m nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, ấn cái công tắc xanh. Ấn. Đấy, ấn đi. Đây các bác nhá. Đó thì đây em có bật lên cho các bác xem này. Đấy, đây cái con này của em nó sẽ là con led 5m này. Có cả điều khiển nhá. Đấy, có điều khiển nó viết hết cho các bác sử dụng luôn. Đấy, và các bác cứ về các bác dán vào tường hoặc là dán vào tủ hoặc các cái vị trí nào mình cần dán nhá. Chiều dài của nó là 5m nhá. Đấy, lên cho em là led 5m này. Đấy, nháy rất là nhiều màu, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, lên cho em là led 5m, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái bộ led 5m như này thôi. Đấy, các bác có thể dán lên nhà này, dán lên trần nhà hoặc dán trên ô tô, trang trí decor này. Có cục nguồn này, cục điều khiển và rắc cắm đầy đủ cho bác luôn. Lên cho em led 5m nhá, led 5m nhá. Led 5m, giá của nó thì chỉ có 80k cho một cái bộ led 5m như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. LED 5 dài 5m này, cục nguồn này, điều khiển các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là khay, các bác lên cho em là gắp nóng nhá. Đấy, lên cho em là bộ gắp nóng nhá, bộ gắp nóng, bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai cái tay gắp này. Đấy, một cái tay là tay gắp kẹp như này, một tay gắp kẹp này, và một cái tay này thì cái tay to để các bác gắp những cái đĩa, những cái bát ô tô này, và một cái đôi cái tay bắt đôi bát xoong này. Cái này thì các bác dùng để bắt xoong, tức là trước ngày xưa thì các bác hay dùng bằng vải đấy, hay dùng bằng vải thì nó bất tiện mà nó không sạch sẽ. Bây giờ các bác dùng cái này cho em. Đây, mình kẹp tay vào đây này. Đấy, xoong nồi nóng thì mình bê ra là xong này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lót để các bác lót xoong nồi, hoặc là những cái cốc, những cái ly, những cái chân bát nhỏ đấy, bát ô tô nhá, các bác đặt lên đây cho em. Đấy, để lên đây thì nó sẽ không bị nóng, không ảnh hưởng đến bàn kính các thứ nhá. Đó, hoặc là bàn gỗ. Và bộ sản phẩm như này, lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 4 5 món như này, mà giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Quá là rẻ mạt luôn các bạn. Mà cái con này thì cái tính ứng dụng của nó cực kỳ là cao luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái sản phẩm và cái tính ứng dụng của nó. Con này thì nó ứng dụng rất là cao và sử dụng thực tế luôn, chứ không phải là hàng để mà trưng bày đâu các bác nhé. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em, đó là bộ gắp bát đĩa nhá. Bộ gắp bát đĩa, bộ gắp này. Đấy, bộ gắp bát đĩa nhá. Bộ gắp bát đĩa giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này, cái tính ứng dụng của nó rất là cao nhá. Các bác có thể gắp bát, gắp đĩa này. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác thấy không? Đấy, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa tròn, đĩa trái tim gắp được hết. Những cái bát đĩa như này các bác dùng đồ nóng thì nó rất là nguy hiểm. Thì các bác kẹp vào cho em, mình bê ra, nó tiện dụng bao nhiêu luôn. Đó các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện dụng nhá. Đấy, và có cả những cái bát tay như này rất là tiện luôn này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 50.000 cho một cái combo, một cái bộ như này thôi. Giá sẽ là 50k nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và lưu ý các bác, các cái lưu ý em đã lưu ý ở bên trên. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy, một cái mũ như này, nó như cái nồi như này. Đấy, thì hàng rất là đẹp. Đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da rất là mềm mại cho bác luôn, bằng da rất mềm mại nhá. Và con này thì các bác có thể đeo như bình thường, đội như bình thường như này, hoặc các bác có thể thả cái phần quai này xuống này. Nếu mà trời mùa đông thì các bác thả cái phần quai này xuống giúp cho em. Đấy, thả cái phần quai này xuống cho em nhá. Đấy, trời mùa đông thì các bác có thể thả cái phần quai này xuống này. Đó, và cái này thì các bác có thể là bóp lên đây được, nó có cúc này, các bác có thể ấn lên đây cho em, ấn cái cúc này lên. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì đây em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đó, cho nó trực quan sinh động cho các bác xem luôn. Giá tí thôi, đây các bác này. Đó, đây em đội lên các bác này. Con này rất là đẹp nhá. Thứ nhất là các bác dùng đội nó rất là ôm đầu này, hàng rất là nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng ôm đầu lắm các bác. Đấy, rất là ôm mà nhẹ đấy. Trông như này thôi nhưng mà nó nhẹ lắm các bạn. Nó nhẹ, mình đội nó cảm giác nó không bị đau đầu nhá. Thì các bác có thể là thả cái này ra này, hoặc là các bác ấn nó lên tùy theo. Đấy, các bác có thể đội trực tiếp như này. Rất đẹp luôn, rất chất chơi các bác nhá, rất chất chơi con rơi luôn. Đó. Thì nó sẽ là một cái dạng như này, hoặc các bác có thể thả cái cho em cái phần quy này xuống này. Thả cái phần quai này xuống các bác nhá, để các bác đội vào
mùa đông này thì nó sẽ phủ cho các bác hai cái tai này, chất chơi luôn các bác này. Đấy, mùa đông ví dụ các bác đi xe máy này hoặc là các bác đi ra ngoài mà sợ lạnh tai này thì các bác đội cái này lên cho em. Đó, rất là tiện này. Đấy, và cái này nó sẽ ôm tai và ôm gáy như này thì mùa đông đội rất là ấm luôn đấy nhá. Ấm luôn và rất là kín tiếng nhá. Đấy, đậy vào như này là nói không nghe thấy gì nữa luôn các nhá. Đấy, giảm được cả độ ồn khi mà mình ra đường. Rất là đẹp các bác này. Đấy, form của nó này các bác này. Các bác trông chưa? Rất đẹp luôn nhá. Thì ví dụ như là trời lạnh thì các bác có thể thả cái này xuống, còn trời nóng thì các bác lại cho lên mình đội như bình thường như này, rất đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là con này. Các bác lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Thì bên em có màu đen và màu nâu như này nhá. Màu đen và màu nâu như này nó sẽ có hai tông màu cho các bác lựa chọn, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho con mũ nồi như này. Và ở đây thì bên trong của nó sẽ là một cái lớp lông nhá, một cái lớp lông. Cho nên các bác đội vừa êm vừa ấm cho bác luôn. Một cái lớp lông vừa êm vừa ấm, và bên ngoài thì nó sẽ là da nhá. Da rất là mềm các bác này, da rất là mềm cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ nồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ nồi này. Mũ nồi giá của nó sẽ là 100k cho một con mũ nồi như này nhá. 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, đây 100.000. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Màu này là màu nâu này. Màu này là màu nâu các bác nhá. Màu nâu này. Và màu này là màu đen này, màu đen này. Đó. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái mũ, các bác lên cho em đó là mũ vải nhá. Lên cho em là mũ vải này. Đấy. Con này thì hàng của nó cũng rất là đẹp luôn, và con này hàng của nó cũng có thể dùng cho mùa đông được nhá. Cũng có thể dùng cho mùa đông được. Tại vì nó sẽ có cho các bác là cái quai để các bác che tai như này, che tai như này. Đấy, và cái form của nó cũng rất là ôm dáng luôn. Đây, đấy. Và cũng có hai màu, có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá, bằng nỉ các bạn. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ các bác này. Nỉ và rất là êm và ấm luôn. Đây em sẽ đội cho các bác xem nó lên form nó sẽ như nào các bác nhá. Đó. Giá thì rất là tốt rồi. Mũ vải như thôi. Đây các bác đội vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, khi mình đội vào nó sẽ như này các bác này. Đó, đội nó sẽ như này các bác. Đấy, rất là ôm form luôn nhá. Ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Đó, và vành lưỡi chai rộng các bác đội nó cảm giác nó che rất là tốt này. Đó, giá thì chỉ có 90.000 thôi. Và con này ưu điểm mình đội được cả mùa đông nhá. Mùa đông khi mà trời nó lạnh nhá thì các bác kéo cái quai này ra cho em này. Mở hai cái quai này ra này. Sau đó thì các bác đội vào như này này. Đấy, nó cũng rất là ôm luôn nhá, rất ôm luôn. Đấy các bác này, đã ôm nó che cái lỗ tai này đi. Đấy, mùa đông mùa hè đều chơi được hết nhá, rất tiện này. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai như này các bác này, cái quai này để nó ôm cái gáy đằng sau nữa, cho nên nó rất là tiện này, ôm cái gáy đằng sau đây. Khi các bác đội vào nó sẽ ôm cái gáy đằng sau như này. Đấy, thì nó sẽ chống mình bị lỏng này. Và cái gáy này nó rất là tốt này. Ví dụ các bác đi xe này hoặc là mình đội trời mùa đông lạnh thì rất là ok cho em này. Đó, rất hợp lý nhá. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Có cái phần này để các bác điều chỉnh cái đai này. Và ở đây thì nó sẽ có đai chun này, đai chun như này. Đó, và rất là dày dẫn các bạn, dày lắm, dày dẫn và chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là mũ vải, giá chỉ có 90.000 cho một con mũ vải như thế thôi. Rất là dày dẫn chắc chắn này các bác nhá. Đấy, nó sẽ là dòng nỉ hai lớp rất là dày nhá. Đây bên trong nó sẽ có một lớp nữa này. Nỉ hai lớp rất là dày luôn và rất là đẹp, ôm form, hàng kiểu dáng thể thao. Đấy, và có hai màu, màu ghi và màu các bác lên cho em là màu đen và màu nâu nhá. Màu này nó cũng chỉ là màu nâu thôi. Đấy, lên cho em là màu đen, màu nâu. Lên cho em là mũ vải, hai màu, màu đen, màu nâu, giá sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là mũ vải, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Mũ vải này. Mũ vải giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo đó là đây nó sẽ là một cái dòng đèn thờ rất là đẹp như này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Và một hộp này của nó thì sẽ là một đôi như này, và bên em bán theo đôi nhá, bán theo đôi như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin con thỏ, sử dụng pin con thỏ nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái đôi pin con thỏ nhỏ vào. Và cái này nó sẽ không có nắp đậy đâu nhá, không có nắp đậy đâu các bạn. Đấy, nó sẽ không có cái nắp đậy pin đâu. Đấy, về nhà các bác sử dụng pin con thỏ nhỏ, sau đó thì mình bật cái công tắc này lên cho em là xong nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác kilo đèn thờ rất là đẹp luôn. Và bên em có hai mẫu. Đấy, cái mẫu ngắn này thì các bác lên cho em là mẫu đèn hoa nhá, đèn hoa. Đó, nó sẽ là một cái đèn và hình bông hoa sen như này, thì các bác lên cho em là đèn hoa nhá. Đấy. Thì cái này bên shop sẽ bán theo đôi. Một đôi này của nó thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một đôi như này nhá. 70.000 cho một đôi như này các bác này. Đấy. Cái này thì bên em bán theo đôi chứ không bán lẻ. Và cái này thì nó sử dụng pin con thỏ loại nhỏ. Và cái này không kèm pin nhá, không kèm pin đâu. Đó, cái này thì sẽ là không kèm pin. Và cái đế này của nó thì nó sẽ không có cái nắp đậy pin đâu các bạn. Đó. Và có cái công tắc ở đây.
thì các bác lắp cho em pin con thỏ nhỏ, các bác chỉ cần tắt đi hoặc bật lên thôi. Lúc nào nhà có công có việc, có lễ dỗ chạp và có cúng bái thì các bác dùng cái đèn này cho em bật lên, nó rất là tiện, có thể di chuyển được các chỗ và nó sẽ có chế độ nhấp nháy như một chiếc đèn dầu bình thường. Đó thì bên em sẽ bán theo đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70.000 cho một đôi đèn hoa như này. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái đèn trụ nhá. Đấy, cái này các bác lên cho em là đôi đèn trụ này, đôi đèn trụ. Đấy, nó sẽ là thêm một cây nến trụ lên nữa như này nữa. Thì lên cho em là đôi đèn trụ thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một đôi đèn trụ như này. Và cái này thì chất liệu của nó là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng. Đấy, cái này của nó sẽ là bằng nhựa mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp cho các bác luôn. Bằng nhựa thì các bác dùng nó rất là bền bỉ và không lo bị xỉn màu các kiểu con là điểu luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là đôi đèn trụ này, bên em bán theo đôi nhá. Một đôi đèn trụ như này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một đôi đèn trụ như này, 90.000 một đôi nhá. Đấy, bên em không bán lẻ, bán theo đôi. Còn đôi đèn hoa như này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho một đôi đèn hoa như này. Đấy, các bác lên cho em là đôi đèn hoa, giá sẽ là 70.000. Đấy, còn đôi này thì các bác lên cho em là đôi đèn trụ nhá. Đôi đèn trụ giá của nó sẽ là 90.000 cho một đôi đèn trụ như này. Đó thì tùy theo, các bác lấy đèn hoa thì lấy mà lấy đèn trụ thì lấy, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Đấy, chỉ có 90.000 cho một đôi đèn như này thôi. Giá tính ra vào chỉ có 45.000 nhá. 45.000 cho một chiếc như này. Và ở đây thì nó sử dụng pin con thỏ lại nhỏ, về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em nhá. Đấy, rất đẹp này. Các bác có thể để trang trí ban thờ hoặc là các khu vực. Con này thì chiều cao của nó vào khoảng là 25 cm. Còn đôi ngắn này thì chiều cao của nó vào khoảng là 10 mấy cm gì đấy nhá, rất là ok cho các bác luôn. Và giá cả cũng rất là hợp lý cho các bác. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mẫu ổ điện rất là khủng khiếp các bác nhá, rất là khủng khiếp cho bác luôn. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, một cái ổ điện rất là to. Thì cái dây của nó thì nó dài đâu đó nó vào khoảng là dây thì nó sẽ dài vào khoảng là 2 m các bác nhá. Dây dài khoảng 20 m. Và con này thì nó khá là nhiều chức năng cho một cái ổ điện như này. Đấy, khá là nhiều chức năng cho một cái ổ điện như này các bác này. Đấy, đây, em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đây. Thì con này chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 30 cm. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 3 nhân với lại 1 2 3 4 12 nha, nó sẽ có 12 ổ cắm này. Đấy, và mỗi ổ cắm này thì mỗi một dãy này là nó sẽ có cho các bác là một cái điều khiển, một cái cục đóng ngắt này. Ở đây nó sẽ có một con át chống giật này. Và dây thì dài khoảng là 1,5 m đến 2 m nhá. 1,5 m đến 2 m, em cũng không đo chính xác đâu. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em và mình sử dụng thôi. Đấy, đây thì các bác đóng điện lên thì nó sẽ có công tắc này. Đóng điện lên thì nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, và có con công tắc tổng luôn. Tổng này sẽ ngắt tổng này, ngắt tổng này, ngắt đi hết này. Đấy, và sẽ có ngắt từng khu vực một nhá. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đấy, và sẽ có 3 cổng USB như này và có một con át nhá. Có một con át đây các bác này. Đấy, một con át đây các bác này. Đấy, có một con át, một con dơ le này, con dơ le để đóng ngắt này. Và giá thì các bác lên cho em là ổ điện 3 tầng nhá, ổ điện 3 tầng. Giá thì các bác lên cho em là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá sẽ là 170.000. Đó, ổ điện 3 tầng giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con ổ điện 3 tầng như này nhá. 170.000 thôi. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con ổ điện các bác để lên rất là đẹp luôn. Đấy, có công tắc như này, các bác có thể bật công tắc tổng này, sau đó thì bật từng tầng một nhá. Mỗi tầng của nó sẽ là một cái công tắc riêng biệt này, tắt tầng 1 này, tắt tầng 2, tắt tầng 3 này đấy, 1 2 3 tầng như này. Và mỗi tầng của nó sẽ là có 4 ổ cắm, tổng của nó sẽ là có 12 ổ cắm nhá. Đấy, tổng là 12 ổ cắm, 3 tầng là 12 ổ cắm, 3 chân USB. Đấy, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Thì các bác có thể để các khu vực nào cũng được, rất là hợp lý thôi. Dây của nó rất là dày, to và chắc chắn nhá. Và các cái phần kết nối ở bên trong này của nó là bằng đồng hết nhá, kết nối bằng đồng hết này. Rất là ngon lành, cành đào cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con ổ điện 3 tầng như này. 170.000 nhá, 170.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm rất là hay. Đó là cái bộ dao của Đức nhá. Bộ dao của Đức khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức cho các bác này. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, nguyên đai nguyên kiện cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, khui hộp ra thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao nhá. Đấy. Có lên cho em là bộ 3 dao Đức nhá. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao chặt này. Đấy, một con dao chặt đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Một con dao chặt, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy.
nó sẽ có cho các bác là 3 con nhá. Đấy, đầu tiên là một con dao thái này, một con dao thái hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó, Winling của Đức đây các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Winling hai người của Đức nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao thái này, rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén này. Rất là bén luôn các nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chiều con dao này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 30 cm. Hàng đúc liền thân nhá, hàng đúc liền thân cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Hàng dao thì rất là bén các nhá, dao rất là bén cho các bác luôn, rất bén các bác nhá. Đấy. Dao rất bén luôn các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con dao thái này. Tiếp theo là đến một con dao thái bản to này, một con dao thái bản to đấy nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Winling của Đức này, một con dao thái bản to như này. Đó, một con dao thái bản to nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, rất là bén luôn. Và tiếp theo đến một con dao chặt này. Con chặt này thì nó vào khoảng là 3 lạng nhá, vào khoảng là 3 lạng. Con này thì các bác có thể dùng để chặt nhẹ nhàng thì được thôi, chứ còn để chặt mạnh thì không được đâu các nhá. Đấy. Thì con dao chặt này để em test dọc giấy cho các xem này. Đấy, cũng rất là bén luôn, dọc giấy bình thường các nhá. Dọc giấy bình thường tức là dao đều rất là bén các nhá. Đó. Và một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 con nhá, 3 con. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 thì các bác lên cho em là bộ 3 dao Đức nhá. Giá sẽ là 190.000 cho 3 con dao như này. 190.000 cho 3 con dao như này các bác nhá. Đấy, 190.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Thì con dao chặt này nó chỉ nặng vào khoảng là 3 lạng thôi nhá, nặng khoảng 3 lạng thôi. Và nó sẽ có hai con dao thái, một con dao thái bản to, một con dao thái bản nhỏ, và đựng trong cái hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ 3 dao Đức. Các bác lên cho em là bộ 3 dao Đức nhá. Bộ 3 dao Đức, giá của nó sẽ là 190.000, bộ 3 dao Đức này. Đó, dao Đức nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho 3 con dao. Quá rẻ mạt luôn các bác nhá. Bộ 3 dao Đức, 190 cành cho 3 con dao như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi ok các bác nhá. Đó, đây, bộ 3 con dao như này các bác này. Rất đẹp, rất tuyệt vời, hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Về nhà chỉ việc dùng thôi rồi ok. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con thắt lưng cá sấu nhá, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu thắt lưng dài như này. Các bác lên cho em là cắt thắt lưng cá sấu thường và một loại là cắt thắt lưng cá sấu ở trong hộp nhá. Đấy. Hai con thì nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là một con là nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, một con thì trong hộp như này thì các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Còn một con bình thường như này thì các bác có thể dùng trực tiếp luôn. Đó, thì các bác mua về mình dùng thì không cần phải hộp nữa. Thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mịn nhá, hàng cực kỳ đẹp. Quay rồi. Vừa quay hôm qua thằng. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Đây các bác này. Đó, các bác theo. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó. Hàng xịn sò nó khác ngay các bác này. Đấy. Nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là chất lượng rồi. Đó. Chất lượng từ đường kim mũi chỉ luôn nhá, từ đường kim mũi chỉ luôn, rất là đẹp, rất chất lượng. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là mặt đúc liền như này, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat và có hình con cá sấu nổi như này nhá, có hình con cá sấu nổi như này. Thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này, cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài nhá. Đấy. Thì lên cho em là cá sấu hộp hoặc cá sấu dài. Cá sấu hộp thì sẽ là 140.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp này. Đó. Cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì sẽ là 140k nhá, 140k. Còn thắt lưng cá sấu không này. Đấy. Cá sấu thắt lưng cá sấu dài nhá. Cá sấu dài thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Đấy thì nó chỉ có mỗi thắt lưng không thôi nhá. 80.000 là chỉ có một con thắt lưng không như này thôi các bác này. Nhưng mà cũng rất là đẹp, rất chất lượng nhá. Đấy. Hai con đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi. Thì các bác có thể lấy dòng có hộp hoặc là thắt lưng dài, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài, hai mẫu đều như nhau, chất lượng như nhau rất là đẹp. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Còn bác lấy con hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000, cá sấu hộp 140.000, cá sấu không hộp thì sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba thớt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bộ ba thớt kháng khuẩn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho ba cái thớt như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi mà các bác nhận được tới là ba cái thớt này các bác này. Hàng cực kỳ dày dẫn nó chắc chắn luôn. Đây. Có lên cho em là thớt kháng khuẩn 5D này. Đấy. Lên cho em là thớt kháng khuẩn nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá. Bộ 3 này. Đó, bộ 3 thớt kháng khuẩn đây, thớt kháng khuẩn này.
giá của nó sẽ là 60.000 cho 3 chiếc khớp như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái khớp liền luôn. Đó. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con nhỏ này, một con nhỡ và một con to. Đấy. Con to này thì kích thước của nó sẽ là 35 nhá, dài là 35. Đấy, còn con nhỏ này thì kích thước của nó sẽ là 30 và con nhỏ nhất này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhá, 20. Đó. Thì nó sẽ là một bộ ba thớt như này. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, sạch sẽ đẹp không nhá. Đó. Lên treo là bộ ba thớt kháng khuẩn này. Cái này các bác có dùng thì dùng để thái để chặt đều được ok hết nhá. Một cái bộ ba thớt như này. Giá thì shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một bộ ba chiếc như này. Bộ ba chiếc như này giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 thôi. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá, bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn giá của nó sẽ là 60k cho bộ ba cái nhá, 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Lên mã cho em là rổ vuông. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cặp nhá, 3 cặp. Đấy. Tức là nó sẽ có 3 chậu và 3 rổ, 3 chậu 3 rổ như này. Thì lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm là 3 chậu và 3 rổ. Con to nhất thì đường kính của nó khoảng 35cm, rổ 2 lớp nhá, rổ vuông. Lên cho em là rổ vuông giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Rổ vuông. Đấy. Giá là 80k đợt này về cho bác giá còn là 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. 70.000 cho một bộ rổ vuông này thôi nhá. Lên cho em là rổ vuông. Giá của nó sẽ là 70k. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chậu như này. Đấy, một chậu một rổ, cứ một chậu một rổ và nó sẽ có là 3 bộ. Đấy, 3 bộ. Đây, cứ một chậu một rổ như này nhá. Đấy, 35 rồi 30 rồi 25. Đấy, cứ một chậu một rổ như này. Các bác có thể dùng để rửa rau này rồi đựng đồ ăn, đựng thực phẩm đều ok hết. Đấy. Thì nói chung là nó rất là hợp lý rồi để mình rửa rau, ăn rau thơm, rau xà lách, rau sống mình đựng vào đây. Hoặc các bác rửa rau để mình chế biến thực phẩm thức ăn cũng rất là ok. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn là 70k thôi. 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, rổ vuông nhá, lên nhau là rổ vuông giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng dầu nóng này. Các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đặc biệt là bác nào mà hay bị đau lưng, đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau các cái khớp xương khớp. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, có tem chống hàng giả đàng hoàng nhá. Hàng này thì nó bán là thị phần của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Bán rất là chạy luôn nhá. Đây. Tem mác các thứ đàng hoàng các bác này. Đấy. Nó sẽ là thuộc một cái dòng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác này. Đấy. Đấy, kem trắng như này. Các bác đổ ra mình bôi lên các cái phần ví dụ như là xương khớp này, khớp tay, khớp chân này. Đấy. Đau mỏi đây. Đây đau cổ này. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy này. Đấy, các bác bôi vào cho em. Đó. Các bác bị đau cổ, đau vai, đau gáy. Hoặc là các bác chơi thể thao, tập luyện thể thao nhá. Đấy, nó bị đau các cái khớp xương các bác bôi vào cho em. Rất là ok luôn. Đó. Thì một lọ như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 thôi. 40.000. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Có kèm cho các bác một cái miếng massage như này, con lăn massage như này. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, mã cốt cái thứ đâu ra đấy này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc này thôi. Giá rất hợp lý để trân trọng gửi tới các bác nhé. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhé. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác nhé. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Một lọ này của nó sẽ là 100ml nhé. Bác nào hay bị đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng, các bác bôi hết vào cho em đều ok hết nhé. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho là giấy lau giày. Con này thì ví dụ các bác còn giày dép bị đi về nó bị bẩn, bị bụi. Đấy, bị bẩn, bị bụi thì các bác dùng cái giấy này cho em. Đấy, cứ dùng trực tiếp con giấy này là mình lau trực tiếp lên cho em là xong. Đấy. Ở cái giấy này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nước và xà bông rồi. Nước và xà bông rồi. Thì khi các bác bắt đầu mà mình lau vào ấy thì nó sẽ thấm qua các cái bề bề mặt của da hoặc là của ấy các nhá. Của da hoặc là của cái phần vải giày và nó sẽ tẩy sạch hết các cái vết bẩn ở trong cái đôi giày của mình đi, cho nên nó rất là tiện đây. Để về nhà các bác lột như này cho em này. Đấy.
Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là cái tờ giấy như này. Đấy, và nó sẽ là có sẵn xà bông luôn. Các bác cứ đánh như này là xà bông nó ra nhá. Đấy, đánh như này xà bông nó ra này. Thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt, rất là tiện ích nhá. Đây. Ví dụ như đây là nó là một cái cán này, nó đang bị ố như này này. Đấy, nó đang bị ố như này. Đây. Đấy, cái cán này đang bị ố như này thì em thử tẩy đi xem nó sẽ như nào các bác nhá. Đây. Đấy, nó sẽ bị ố như này các bác này. Đấy, bị ố bị bẩn như này. Đấy, các bác dùng cái giấy này, các bác vệ sinh đánh đi cho em. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Đây mà này. Đấy. Đánh đi, cái này nó sẽ có xà bông nha và có thuốc tẩy luôn. Đánh nhìn đâu là nó tẩy sạch đấy các bác này. Đấy. Tẩy trắng luôn các bác thấy không? Đây, trắng sạch luôn. Mà cái vết bẩn bám vào gỗ như này là rất là khó tẩy nhá. Mà em có tẩy được sạch luôn các bác này. Đó. Rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá của nó giấy lau giày này. Giấy ướt lau giày. Đó. Giấy ướt lau giày nhá. Lau giày giá sẽ là 15k trên một bịch như này thôi. Và mua từ 3 bịch thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 3 bịch là sẽ là bằng 40k cho 3 bịch. Còn mua lẻ. À xin lỗi các bác là 20.000 trên một bịch nhá. 20.000 trên bịch này và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch thì sẽ là 50k. Đó, em nhầm giá xin lỗi các bác. Đấy thì 20k trên một típ bịch như này. Đấy và mua từ 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch thì sẽ là bằng 50.000. Đó. Đấy, nhầm giá một chút xin lỗi các bác nhá. Đó. Thì mua một bịch sẽ là 20.000 cho một bịch như này và 3 bịch sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy, cốc tự khuấy thì nó sẽ là một cái dòng cốc dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá, 200ml và nó sẽ tự khuấy luôn. Con này thì nó sẽ có dòng đời mới thì nó sẽ có pin sạc, pin sạc về nhà các bác không phải lắp pin thường nữa, nó mất công. Đấy, dùng con pin sạc này rất là tiện này. Đấy, mở nắp ra này, bên ngoài thì bằng nhựa này, chống nóng này, bên trong thì bằng inox nhá, sáng bóng giữ được cả nhiệt luôn. Và nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này thì rất là tiện. Khi mà các bác dùng thì các bác có khi mà các bác rửa thì nó rất là tiện, chịu nóng chịu nhiệt tốt. Đấy, khi các bác rửa thì các bác chỉ cần là bỏ cái này ra là xong. Khi nào dùng thì mình bỏ vào. Đấy, khuấy các bác này. Đấy, rất là tiện. Thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê, pha các loại hạt, loại ngũ cốc các kiểu, con nào điều đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, một con cốc tự khuấy như này giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho một con cốc tự khuấy như này thôi nhá. Đấy, về nhà thì có kèm cho các bác một cái dây sạc, rồi về nhà các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình là xong nhá, củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó. Cốc tự khuấy này. Đó. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho một em cốc tự khuấy như này nhá, 90 cành. Đó. Giá cực kỳ là mềm mại, tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi anh em ơi, nay Phạm Huấn lại quay trở lại test cho anh em con dao chặt 1 cân nhá. Bên shop lại về lô số lượng. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đây, em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em một con nhá và test cho anh em luôn, bỏ anh cái biển nào. Test cho anh em luôn 5 10 con cho anh em xem cho nó đã mắt nhá. Đây. Đây là một cái thanh sắt anh em này. Anh em nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Đó, thanh sắt đây nhá. Test chặt cho anh em xem này. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt đi. Chặt mạnh tay lên anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Dao rất đẹp này, rất sắc bén, không có hề hấn gì anh em nhá. Đấy. Không cong vênh, không sứt mẻ anh em nhá. Đấy. Rất ngon lành này, không cong vênh, không sứt mẻ nhá. Đấy. Lấy tiếp con khác chặt cho anh em xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây. Lấy tiếp con khác anh em này. Đấy. Dao chuyên con này thì dao chặt 1 cân nhá, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đây. Đấy anh em xem này. Chặt này, sắt cong đi luôn anh em nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Đây. Chặt sắt cho anh em xem nhá. Chặt sắt cho anh xem này. Chặt sắt cho anh em xem này. Đấy, anh em nghe thấy không? Đây. Đấy, không hề cong vênh sứt mẻ gì nhá. Anh em thấy chưa? Đó. Không hề cong vênh sứt mẻ gì này anh em này. Đó, vẫn bóng đẹp luôn, vẫn bóng đẹp sáng ngời luôn anh em nhá. Đó. Dao thì nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm, phần lưỡi này thì khoảng là 22 cm nhá và bản của nó khoảng 12 cm. Đấy, em đều rón ngẫu nhiên hết nhá, rón ngẫu nhiên cho anh em hết, cho anh em khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Lăn con bà tăn nhá. Lăn con bà tăn nhá anh em thấy không? Đây, đấy, anh em thấy chưa? Nào, chặt sắt cho anh em xem luôn nhá. Ok chưa? Đấy, anh em đã thấy ok chưa? Tiếp tục rón cho anh em một con nữa nhá. Đây. Một con nữa này. Đấy. Hàng lấy ngẫu nhiên cho anh em luôn. Đó, đây. Đấy, tiếp tục chặt sắt cho anh em xem nhá, thấy nhá. Đấy. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi.
đặt thoải mái đi anh em ơi. Ok chưa nha? Đấy, như này đã ok chưa nha? Đấy. Đây anh em thấy chưa? Đấy. Không hề cong vênh sứt mẻ, không hề có một hiện tượng gì nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy. Anh em lên mã giúp cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Đó. Dao chặt này. Đấy, con này nặng 1 cân luôn, 1 kg nhá, 1 kg. Giá của nó sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, không test, không chặt thử nhá, tại vì em đã chặt cho các bác xem đấy rồi. Còn về nhà các bác chặt thì em không chấp nhận, tại vì là nói thẳng thế luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Kiểm tra thấy ok thì mình thanh toán tiền. Vậy thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con AK47 nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao AK47 như này. Đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này, hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, USA này, USA này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho khi mở đi các bác, mở cái nắp này ra cho em này. Đấy, khi mở đi các bác mở cái lẫy này ra, bóp cái lẫy này cho em. Bóp cái lẫy này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy cái lẫy này lên này, xong bóp cái lẫy này ra này. Đấy, con dao sẽ bật ra. Đây, AK47 nhá, hàng của Mỹ này, USA chữ khắc chìm luôn anh em nhá. USA chữ khắc chìm luôn. Đây. Đấy, báng của nó thì được ốp gỗ này, báng ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chuyên lắp vào cái đầu cái khẩu súng AK nhá, khẩu súng AK các bác. Đấy, đây là cái tia ngắm bắn của nó này. Đó, rất là ngon luôn. Thì trong quân đội thì khi mà nó sử dụng mà hết đạn thì nó sẽ bật con dao này ra để nó sử dụng để nó chiến đấu nhá anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đây. Dao thì cực kỳ sắc bén cho anh em luôn nhá. Đấy, dao thì rất bén luôn. Đây, em sẽ test thử dọc giấy cho anh em xem này. Đấy. Hàng siêu bén cho anh em luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng thường đâu. Đó, bản của nó thì rất là dày nhưng mà dao thì lại rất là bén anh em này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy. Dao thì bản rất là dày nhưng ưu điểm của nó là rất là bén đấy. Nó là cái dòng dao quân đội nó như vậy đấy các bạn. Đấy, dòng dao quân đội nó vậy đấy các bạn nhá. Dao quân đội nó vậy các bạn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác like rồi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nha, lên cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AK47 như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là khi các bác lên đã giúp cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 60.000 cho một bịch 10 cái như này, và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. 60.000 một bịch và 20.000 ba chiếc. Hàng khăn này của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt thôi nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, chức năng thứ nhất là dùng để rửa mặt này, cho nên bên em gọi nó là khăn mặt nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị hương nhá. Các bác muốn lau gì thì lau, đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn như này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán từ 3 cái trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái. Còn bác nào mua cả bịch nhá, mua cả bịch thì nó sẽ là 60.000 một chục. Đây. Đấy, mặt của nó sẽ là sợi bông nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc như này. Đấy, khăn mặt hàng của Hàn Quốc như này. Một bịch là 10 cái, giá sẽ là 60k. Đây. 10 cái 60.000 này, 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Và bản tiếp theo đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, hàng made in UAE này, made in UAE. Đấy, hàng Dubai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp. Một hộp bao gồm cho các bác là đi 5 chai nhá, một hộp là 5 chai. Cái chai của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái như này thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết cho nên là nó nhỏ như này thôi. Đấy, và các bác khi bác dùng thì mình có thể lăn đi như này. Đấy, lăn đi như này. Nó sẽ là có cái đầu lăn như này các bác này, rất là tiện nhá. Dòng này thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và nó sẽ có 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Lên cho em là nước hoa Dubai. Đấy, bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Dubai như này, một hộp luôn, một hộp này sẽ là 60.000 cho hộp này nhá. Hàng chuẩn made in UAE này, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Đấy, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bàn chải. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái nhá, 20.000 cho 4 cái. Đủ màu sắc cho các bác luôn, đủ màu sắc các bác nhá, đủ màu sắc các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó. Bàn chải thì là của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Đấy, kháng khuẩn rất là tốt luôn, kháng khuẩn rất là tốt các bác nhá. Đó, đây, chữ Hàn 100% này, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này, đây Korea, hàng của Hàn Quốc. Con này thì trong các hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Đó, và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ cho các bác là 4 cái là bằng 20k nhá, 20.000 4 cái. Mua 10 cái thì sẽ là bằng 40k, và mua cả hộp 30 chiếc thì giá chỉ còn 110k thôi. 110.000 cho hộp 30 cái nhá, 30 cái luôn. Đấy, 110.000 cho 30 cái, còn mua lẻ sẽ là 4 cái 20.000, 10 cái là 40.000.
Đấy, một hộp nhá, một hộp của nó sẽ đủ màu các nhá, đủ màu luôn cho các bác lựa chọn này. Đấy, sợi của nó thì cực kỳ là mềm luôn, mềm mịn, đánh thì không sợ vì đau lợi, viêm níu, viêm lợi và chảy máu chân răng. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải hàn nhá, bàn chải hàn. Đó. Các bác mua số lượng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, một hộp này là 30 chiếc mà tính ra chỉ có 110.000 thôi. Đấy, tính ra vào chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn, hoặc là các bác lên cho em là nước hoa que cũng được, nó có cái que cắm như này nhá. Đấy, nước hoa khách sạn hoặc nước hoa que được, về nhà thì các bác giật cho em cái nắp này ra này, đấy cái nắp niêm phong này ra, sau đó thì các bác cắm cái que này vào cho em, đấy là mình sử dụng thôi. Dòng này của nó thì siêu thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng để nó để trong các cái nhà hàng khách sạn. Đấy, cho nên là mùi của nó thơm dịu nhẹ dễ chịu, cho nên các bác đi đến nhà hàng khách sạn mà sao nó thơm thế là nó do nó sử dụng cái nước hoa này nhá. Đấy, bên Nhật nó chuyên sử dụng cho các cái nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Lên cho em là nước hoa que hoặc là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đấy. Nước hoa khách sạn nhá, giá của nó sẽ là khách sạn này, giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá, 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất là rẻ các bạn, một lọ này các bác cứ về cắm que vào là sử dụng thôi. Hương của nó rất là thơm, dịu nhẹ, dễ chịu. Bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn các nhá, nước hoa que hoặc nước hoa khách sạn nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là bộ vít nối nhá, bộ vít nối. Đấy, bộ vít nối. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối nhá, vít nối giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu nối như này. Đấy, và sẽ là có rất nhiều các cái loại vít khác nhau để các bác về các bác lắp và các bác sử dụng thôi. Cái này thì về nhà các bác lắp vào cái đầu tô vít nhà mình nhá, lắp vào cái đầu tô vít nhà mình. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối, giá có một cái đầu nối như này nhá, có cái đầu nối này về nhà các bác cắm cái tô vít nhà mình. Ở đây thì combo chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, bộ sao này, có bộ sao nhá, có bộ sao này. Đấy, bộ sao rồi bộ ba khe này, rồi bộ hoa thị này. Bộ sao, bộ khe, bộ hoa thị và dẹt nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Sao, ba khe, hoa thị, dẹt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 20 22 46 28 30. Đấy, ở đây của nó sẽ có bác cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này. Thép của nó sẽ là thép CRV nhá, CRV. Đấy, cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, thép CRV cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít nối nhá, vít nối. Đó, cái này thì về nhà các bác sử dụng là mình sử dụng như một con vít nối bình thường để về nhà mình sử dụng, mình các cái đầu vít như này mình về mình lắp vào cái đầu này cho em, lắp vào cái đầu này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này nó sẽ là hàng vít sao này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có từ hít luôn, rất là ngon nhá, rất là ngon. Để các bác thay tháo sửa chữa các cái đồ vít rất là ngon, và các bác lấy thì nó sẽ là combo như này. Thì mình dùng rất là tiện, không sợ bị thất lạc này, bị mất này hoặc là rơi mất, rất là tiện. Đây, nó sẽ là đậy nắp như này. Thì về nhà các bác sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một combo như này. Giá sẽ là 100k nhá. Lên cho em là vít nối. Đây, 100.000 và các bác được tới 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. 32 đầu vít nhá. 32 đầu vít mà có 100.000. Tính ra thì 33 là 9, tính ra các bác mua vào chỉ có 3.000 cho một cái đầu vít như này thôi. Đó, rất là rẻ. Lên cho em là vít nối nhá, giá của nó sẽ là 100k. Đó. Vít nối này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là bộ vít nối, bộ vít nối giá sẽ là 100k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bóng đèn 8 cánh nhá. Con này nó là công suất của nó là 200W. Và cánh của nó là 8 cánh, dòng này thì nó sẽ là dòng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng. Đấy. Đây thì em đang có cái quả này là có 5 cánh này các bác này, 5 cánh mà nó còn sáng chói chang như này các bác nhá. Đấy, 5 cánh mà còn sáng chói chang như này các bác. Đó thì cái con 8 cánh này của nó thì rất là sáng luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6 8 cánh. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là đèn 8 cánh nhá, giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 8 cánh này, giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Dòng này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, bóng đèn 8 cánh. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, một cây lấy dấu như này giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc
mình làm hàng ngày, ví dụ như là mình lấy dấu rồi lấy mực thước là rất là ok nhá. Đấy các bác chỉ cần ấn là nó sẽ ra dấu thôi. Đây em sẽ thử cho các bác xem này đấy nha. Các bác chỉ cần là đặt xuống này xong các bác nhập này cho em này. Đấy là sẽ có dấu nhá. Sẽ có dấu luôn. Đây các bác. Đấy, có dấu rõ luôn nhá. Đây các bác này. Nhấp này sẽ có dấu này, đây, dấu nó lồi lên này các bác này. Đó, thì nó rất là tiện rồi nhá. Đây dấu của nó đây. Đó, đây em ấn cho các bác xem này. Ấn tách này nó có dấu này. Đấy các bác thấy không? Đây, cái dấu của nó đây. Đấy, hai cái dấu em vừa ấn đây này. Đó, thì con này rất là tiện luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đây các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này. Đấy, đây cái dấu này các bác này. Cho cái màu trắng này thì rõ hơn này. Đây cái dấu của nó đây các bác nhá. Đó, đây em ấn cho bác cắt thắt nữa này. Con này thì nó rất là nhạy luôn. Đấy. Thì các bác có thể lấy dấu để mình đo mực thước hoặc là lấy trên mọi chất liệu nha, sắt, thép, gỗ, nhựa đều được hết. Lên xem là cây lấy dấu nhá, giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Lên xem là cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Các bác lên xem là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, đó, cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cây lấy dấu này, đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng thương hiệu Asaki của Nhật nhá. Asaki của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì sẽ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá, một con Eto rất chất lượng như này. Đấy. Hàng của nó là hàng của Nhật xịn, tem nhôm, tem nhớt đàng hoàng đây các bác này. Đấy, tem nhôm này, hàng thương hiệu Asaki này, đấy tem nhôm đây. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 các bác lên xem là Eto nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con Eto như này. Đây, các bác chỉ cần xoáy này nó sẽ ra này. Đấy. Độ mở của nó thì được 5 cm nhá. Và con này thì các bác có thể dùng để kẹp bàn rồi nói chung là làm hết các công việc đều ok. Hàng thì chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Bên em thì nó đang hơi mưa nên nó hơi ồn, các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ nhá. Hàng thương hiệu Asaki này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là Eto nhá. Eto. Đấy lên cho em là Eto này. Đây. Các bác lên cho em là Eto nhá. Eto giá sẽ là 190k nhá. 190k cho cái con Eto như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Bộ này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Asaka Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy nó sẽ là bộ này thì sẽ kèm cho các bác là 4 con dao luôn, 4 dao nhá. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, đây. Em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Đây, để em test cho các bác xem nhá. Đây, đây con này. Đấy. Một cái tờ giấy rách nát mùn mùn như này mà em vẫn dọc được các bác này. Đấy. Một cái tờ giấy rất là mềm nhá, giấy rất là mềm mùn nhá các bác nhá, chứ không phải là giấy cứng đâu. Đấy, nhiều người người ta còn test cái tờ giấy cứng cơ. Đấy. Đây cái tờ giấy mềm mún này mà còn dọc được này các bác này. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, 1 kéo các nhá. 4 dao một à 4 dao một kéo một nạo. Đấy, 4 dao một kéo một nạo. Rất là bén luôn. Đấy. Rất bén, rất ngon lành nhá. Cán của nó thì bằng nhựa thôi, cán nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này. 4 con dao như này. Đấy, 4 dao luôn. Một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, khui bia đánh vảy cá này. Đó, và một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo như này nữa này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một bộ bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Đấy, sắc như con sói luôn các nhá, sắc như sói luôn. Đó. Lên mã cho em là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ dao sói như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một bộ dao sói như này giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, dao của Nhật thép SK5 không gì nhá, Japan nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Đó. Lên cho em là bộ dao sói này. Đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, 100k cho một cái bộ dao sói như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cầm cho anh cái kéo 42 này. Cái kéo cắt ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là dòng kéo to và mẫu dòng kéo nhỏ nhá. Đây. Đấy, kéo nhỏ thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, ống nó gọi là phi 42 nhá, phi 42 đây, 42mm hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về các nhá, cắt được từ ống 42 trở về thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo 42 nhá, kéo ống 42. Đó, cắt được từ ống 42 trở về. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy. Các bác lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110k. 110.000 cho con kéo ống 42 như này. Đấy. Lên cho em là kéo 42 nhá, kéo 42 này.
kéo ống 42 này, kéo ống 42 giá của nó sẽ là 110k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cái con dòng to hơn, hàng của thương hiệu Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này, Asahi Japan, cùng hãng với cái Eto kìa nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Đây. Mã giá rất là ngon này, lưỡi thép sáng bóng này. Chữ thì cả chữ nổi cả chữ chìm luôn, hàng của hãng cho nên các bác yên tâm nhá. Đây, Asahi Japan này. Đấy, có mã sản phẩm đồng hàng đây. Đấy, Asahi này. Đấy, chữ dập nổi dập chìm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63. Giá sẽ là 230.000. Đây. Con này thì lên cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63 này, ống 63. Giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình sạc ắp quy nhá, bình sạc ắp quy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bình 12 và một mẫu là bình 12-24. Đó thì cái này là nó sẽ là sạc cho bình 12V này. Đấy, các bác lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000, 190.000 cho con sạc bình 12 như này. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, 12V là 4A nhá, 4A 100Ah này. Đấy, 4A đến 100Ah. Đấy, sạc bình 12V. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ cho các bác luôn nhá. Nga này, Anh, Pháp, Mỹ đầy đủ cho các bác luôn. Dòng này của nó thì đều là dòng khử sun phát này, chống đảo chiều, chống bị lệch âm dương này, rồi khử sun phát, rồi đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bình 12 nhá. Đấy, lên cho em là bình 12 này, sạc bình 12 nhá, sạc bình 12 này, sạc bình 12. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đấy. Còn bên em có một loại cao cấp hơn. Con này thì sạc bình cả 12 cả 24. Đấy, lên cho em là sạc bình 12 24, sạc bình 12 24 này. Giá của nó sẽ là 290k và bao ship tận nhà cho bác nhé. Thì con này nó sẽ là một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều, sạc được cả hai loại bình 12-24. Đấy, và công suất của nó sẽ là 8A 24V 4A nhé. 12V là 8A và 24V là 4A. Đó, đây các cái thông số của nó đây. Đấy, 12V 8A và 24V 4A. Đó, thì nôm na nó như vậy để các bác biết được. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm, nó sạc ô tô này, sạc cho bình bình thường này, sạc xe máy này, rồi để các bác dùng để làm nghề sửa chữa đều ok hết nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 290.000, lên cho em là sạc bình 12-24, sạc bình 12-24, giá sẽ là 290k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, sạc bình 12-24 nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại là sạc bình 12-24 và sạc bình nguyên bình 12 thôi, nguyên bình 12. Con này thì nguyên bình 12. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu, mục đích và cái công năng để các bác lựa chọn cho cái loại bình nào phù hợp và lại sạc nào phù hợp với bình của mình. Đấy, ví dụ nhà các bác chỉ có cái bình 12V thì các bác mua nguyên con sạc bình 12 thôi. Còn nhà các bác có cả bình 24 thì các bác mua thêm con sạc bình 24 nữa là hợp lý quá nhá. Đó, con bình 12 là 190.000, con này là 12-24 là 290 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá, kệ nhả kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là kệ nhả kem đánh răng nhá. Nó sẽ là một con kệ như này. Bao gồm cho các bác là sẽ có cho các bác là ba cái cốc này. Đấy, ba cái cốc như này rất là đẹp. Ba cốc có nam châm hít luôn. Đấy, có nam châm hít này. Ba cái cốc có nam châm hít như này. Đấy, có nam châm hít nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống miếng dán này có dán lên tường, rồi sticker các kiểu này. Và nó sẽ bao gồm các bác là một cái khay như này. Cái khay này thì sẽ về nhà các bác dán cái miếng dán vào đây. Về nhà các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhả kem là nó sẽ ra nhá. Nhả kem là nó sẽ ra, nó rất là tiện luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng này thôi. Lên cho em là kệ nhả kem đánh răng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây nhà em đã đang sử dụng đây, em lắp đặt thực tế đây cho các bác xem. Đây. Đây các bác này. Đó. Nhà em để thì nó hơi cũ, nó hơi bẩn một tí, các bác thông cảm nhá.
đây. Đấy, đây là nó sẽ có sẵn cho các bác là cái đây nhá. Đó. Đây. Có sẵn cho các bác cái miếng dán này và cái hít này. Đây nhá, đây là cái khay để dán này. Hai cái miếng dán này về nhà các bác dán lên tường cho em này, dán lên cái tường gạch men đấy. Đó, sau đó thì các bác lắp cái này vào này. Dán xong thì mình lắp cái này vào kia. Đó, rất đơn giản thôi. Lắp vào xong rồi. Đó, cốc này thì các bác có thể để bên trên hoặc để bên dưới đều được nhá. Cái này là em để quay cho nên nó hơi nhếch nhác một chút, các bác hết sức thông cảm. Đây. Đấy, cốc lấy ra này. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy kem đánh răng thì các bác chỉ cần nhấn như này thôi này. Nhấn như này cho em này. Đấy, các bác nhấn này là kem đánh răng nó sẽ nhả ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây, kem đánh răng nhả ra đây, rất là tiện nhá. Đó, kem đánh răng nhả ra đầu nha. Đây. Đây các bác này. Đấy, kem đánh răng nhả ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là 190.000. Các bác có thể treo bàn chải ở đây này. Đấy, treo bàn chải ở đây hoặc là để lên trên này cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng giá sẽ là 190.000. Xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây là ok rồi. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác rất nhiều mã sản phẩm mới, trong đó thì bên em về một cái lô đồ gia dụng rất là đẹp luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con nồi áp suất các bác này. Đấy, nồi áp suất đây, nó sẽ là một con nồi cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Con này thì các bác dùng để nấu cơm cũng được, mà dùng để mình hầm đồ ăn hoặc là hấp đồ ăn cũng được. Nó có kèm cho các bác một con khay hấp như này luôn nhá. Đấy, có một con khay hấp như này. Hàng thì cực chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của con nồi này thì của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1.8 lít các bác nhá. 1.8 lít. Đấy. Thì đây, để em thì xem lại cái thông số của nồi nó xem sao. Đó. Đây các bác này. Đấy, dung tích của nó sẽ là con này thì công suất là 900W này. Sử dụng điện 220V này, tần số là 50Hz này. Đấy, và dung tích của nó thì nó vào khoảng là 1.8 lít đến 2 lít, còn dung tích cả vỏ của nó sẽ là 5 lít nhá. Đấy, cả vỏ là 5 lít này. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hàng của Povena, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam các bác này. Đấy, thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, 900W nhá. Đó, điện 220V. Đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này nhá. Nồi này nó sẽ có một cái lẫy như này, một cái lẫy, và nó sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Thì các bác có thể cho nước vào, sau đó thì mình hấp bánh bao này hoặc là chiên hoặc là hấp các cái đồ cần làm nóng nhá. Đấy, đặt đây. Đấy. Và các bác đậy nắp lại cho em này, đậy nắp lại đây. Đây, các bác đậy nắp lại cho em này. Đậy nắp này, nắp sập vào đây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái chiều mũi tên nhá. Thì khi các bác đóng mở thì đúng theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, nó sẽ có chiều mũi tên đây. Có mũi tên này, đóng vào mở ra như nào thì nó đã có cái chiều mũi tên đấy. Các bác cứ đúng theo mũi tên các bác làm. Đây nhá, có mũi tên, có lẫy khóa đây. Đây các bác này, đây. Ở cái đầu này thì nó sẽ có cái lẫy khóa này các bác này. Hình mở khóa này, hình mở khóa và hình khóa đóng này. Thì các bác cứ theo cái mở khóa đóng khóa này làm cho em. Dung tích của con nồi thì nó thì khoảng là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, một con nồi áp suất rất là ngon lành như này. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Đấy, hàng khá dày dặn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, nồi của nó rất là chắc này. Mâm của nó dày nhá, nồi chắc chắn nhá, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như là tắt này, bật này, đấy, nấu cơm này, nấu thịt cá này, nấu canh, nấu cháo này và nấu các cái loại hạt này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Có chế độ giữ ấm này, chế độ tăng nhiệt, đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất. Đấy. Các bác lên cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất này, đó, nồi áp suất giá của nó sẽ là 890.000 nhá, 890k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, một con nồi áp suất chuẩn đẹp chất lượng như này, hàng liên doanh Việt Nhật và giá chỉ có cho các bác là 890.000 cho một cái nồi áp suất như này thôi. 890.000 cho nồi áp suất như này. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 10 ngày nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đấy, đây. Thông số các thứ rất rõ ràng luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái dòng chảo này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáy 3 lớp nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là đáy 3 lớp các bác này, hàng made in Việt Nam nhá. Đấy, cơ cấu là đáy 3 lớp nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng là chống dính lưới như này, chống dính lưới như này, rất là tiện dụng luôn. Con này thì đáy của nó sẽ là con này thì miệng của nó sẽ là chảo 24cm nhá, 24cm. Đó, 24cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
290k nhá, 290k cho một con chảo như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. 200 các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là chảo 24 nhá. Đấy, chảo 24. Đó, chảo 24. Giá của nó sẽ là lên cho em là chảo 24 này. Chảo 24 giá của nó sẽ là 290k cho con chảo 24 như này nhá. 290.000 cho con chảo 24 như này. Đó. Chảo 24 cm. Ngoài ra thì có một con đường kính nó to hơn, đó là con 30 cm, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đế ba lớp rất dày luôn các nhá. Con này dùng thì miễn chê luôn. Dán cá to các loại đều được nhá, chống dính siêu tốt luôn các bạn, chống dính siêu tốt, có cả men lưới chống dính luôn. Con này thì đường kính của nó là 30 cm. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Đấy, chảo 30 con này thì giá của nó sẽ là 370.000 các nhá. 370.000. Các bác lên cho em là chảo 30 này. Đó. Chảo 30, giá của nó sẽ là 370k. Đấy, 370.000. Nếu như các bác mua combo hai con như này thì bên shop gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hai con này thì bên em sẽ bớt cho các bác với giá đó là 30.000 và bao ship này. Đấy. Mua hai con này thì bớt 30.000 và bao ship. Còn giá này thì bên em cũng đã bao ship cho các bác rồi. Đấy. Con này thì sẽ là 370.000 nhá. 370.000. Lên cho em là chảo 30, giá sẽ là 370.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc này, hàng của thương hiệu Sato nhá, hàng thương hiệu Sato. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Con này thì nó sẽ là 1,8 lít. Công suất của nó là 1.500W và điện là điện 220V. Đấy, xuất xứ Việt Nam và công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đấy, điện tử Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Ở đây thì nó sẽ là bên trong là inox 304 này. Bên ngoài thì nó sẽ là nhựa ABS chống dính này. Hàng của thương hiệu Sato nhá. Đế điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối rất chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn rất là ngon. Đó, các bác lên cho em là ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là ấm Sato nhá, giá của nó sẽ là 430.000. Lên cho em là ấm Sato nhá. Đấy, ấm Sato. Đấy, lên cho em là ấm Sato này. Ấm Sato giá sẽ là 450k nhá, 450k. Hàng này thì nó là phân khúc cao cấp rồi các bác nhá, phân khúc cao cấp, hàng liên doanh Việt Nhật này, làng liên doanh Việt Nhật này. Lên cho em là ấm Sato nhá. Ấm Sato giá của nó sẽ là 450.000 cho con ấm Sato như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Con này thì dung tích của nó sẽ là đây. Con nồi kho cá này thì dung tích của nó sẽ là 1, đây. Nó sẽ là cũng là hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika liên doanh Việt Nhật. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cả vỏ nhá, 2,5 lít cả vỏ. Đây. Đấy. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 235W này, 2,5 lít cả vỏ này. Kích thước của nó là 26 x 26 x với lại 21 nhá. 26 x 26 x 21. Đó. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đó, hàng nội địa của Nhật, hàng liên doanh Việt Nhật. Xin lỗi các bác, hàng liên doanh Việt Nhật, thông số chiếc đầy đủ đây. Nó sẽ là một cái nồi bằng sứ rất là dày như này. Thì khi kho cá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000. Các bác lên cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đấy, nồi kho cá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đó. Nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 cho con nồi kho cá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây, một con nồi dung tích là 2,5 lít. Đây, nó sẽ có là một số 1, số 2, số 3 này. Chế độ số 1 là tắt này. Đấy. Số 2 là chậm này, số 3 là nhanh này và số 4 là tự động nhá. Đấy, có cả tự động luôn. Nắp của nó thì bằng kính cường lực này. Đấy, và nồi của nó sẽ là thuộc cái dạng cái nồi sứ như này. Thì các bác kho cá nó rất là ngon. Đấy, các bác có thể dùng để hầm ninh các kiểu con này đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con máy xay sinh tố nhá. Con này thì nó cũng là hàng 3 cối luôn. Hàng 3 cối, hàng cũng của thương hiệu Sato nhá. 3 cối, nó sẽ có 3 cối cho các bác này. Đấy, đầu tiên là một thân máy này. Con này sử dụng điện 220 dòng anh cái dây đi. Con này sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220 thì các bác về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Hàng của thương hiệu Sato. Đấy, nó sẽ là dòng có công tắc bật như này, có công tắc bật này rất là tiện nhá. Đấy. Ở đây thì
Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì bật cái công tắc này là máy sẽ chạy này. Đấy, bật công tắc này là máy sẽ chạy thôi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đây. Đấy, bật công tắc máy chạy này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số 1 này, số 2 này. Ui giời. Tốc đít luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên là một cái cối xay dạng như là nó là thuộc cái dạng là cối xay khô như này, cối xay khô như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng các bác này. Đấy các bác, đặt thì các bác sập đúng lễ cho em nhá. Sập đúng lễ cho em để tránh việc bị nhai mất cái bánh răng này nhá. Cái bánh răng này rất là quan trọng. Nếu các bác dùng mà bị nhai mất cái bánh răng này là coi như là hỏng luôn. Đấy, cho nên là khi mình sập là mình phải sập đúng lễ cho em. Sập đúng lễ sau đó thì mình mới sử dụng nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Chạy rất mạnh luôn. Đấy, chạy cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Khi các bác sử dụng thì sập đúng lễ cho em nhá. Đây là một cái cối xay đầu tiên này. Đấy, một cối xay khô này. Tiếp theo là nó sẽ là một cái cối xay dạng sinh tố như này nhá. Đây, một cái cối xay dạng sinh tố như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xay hoa quả, xay nước ép, xay các kiểu nhá. Hàng thiết kế nắp lẫy cực kỳ là thông minh luôn. Đây, những cái nắp cái lẫy của nó rất là thông minh nhá. Nắp lẫy của nó rất là thông minh. Hàng của nó sẽ là nhựa ABS, nhựa dày dung tích. Con này thì nó sẽ là 1,2 lít. Các bác xoay như này cho em này. Đấy, sập lẫy vào rất là tiện này. Đấy, khi lắp vào thì các bác cũng sập đúng lẫy cho em nhá. Đúng cá cho em. Sau đó thì mình bật này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn. Con này chạy chấm hết luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Tiếp theo là một con xay khô nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay các loại hạt hoặc là xay bột cho trẻ em. Con này rất là ok. Đấy, lưỡi của nó rất là ngon này. Xay bột, xay hạt cho trẻ em cũng rất là ok. Ở đây nó sẽ có cái cá như này. Các bác chỉ cần sập vào cái cá này là xong. Rất là chuẩn chỉ này. Đấy, thấy không? Đó. Sẽ có số như này. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy xay thì mình nên nhấp nhả cho em đó. Nên nhấp nhả thì máy sẽ bền và tốt hơn. Đó, nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để các bác cầm mình vặn cho nó tiện này. Cái bộ này bao gồm cho các bác là 3 cối luôn. 3 cối như này nhá. Một thân máy và 3 cối như này. Các bác lên cho em là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 650.000. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này nhá. 650.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái con bếp hồng ngoại nhá. Qua lên trên là bếp hồng ngoại. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác rồi. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Hàng cũng đều là hàng liên doanh Việt Nhật hết nhá, hàng liên doanh Việt Nhật hết. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V. Đấy, đến 240V thì điện 220 mình Việt Nam mình là ok. Công suất của nó là 2000W đó. Và con này thì đun được hết các loại bếp luôn. Đấy, bên trong bên ngoài của nó là nó sẽ bọc hết các loại bọc hết các cái loại hình các cái loại nó cái này nó thuộc cái dạng như là nó là một cái lớp này nó như là một cái lớp thép không gỉ và phủ sơn tĩnh điện nhá. Rất là đẹp các bạn. Đấy, cắm điện cho em này. Đấy, sau đó thì on up ở đây này. Đấy. Và có tăng lên giảm xuống này. Đấy, và timing này các bác này. Đấy. Rất là hay luôn cho các bác nhá. Con này thì các bác có thể đun được hết các loại xoong nồi là đun được hết nhá. Bếp hồng ngoại này thì nó rất là tiện, các bác có thể sử dụng để ăn lẩu, ăn liếc hoặc là sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, có cả BBQ này, nướng này, rồi là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là công suất này. Công suất của nó đây. Đấy, chế độ là 800W này, 1600W và 2000W này. Đấy, rất là ngon luôn, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đặt trên cái nóng luôn, các bác có thể nướng trực tiếp ở trên cái mặt này cũng được, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 nha các bác nhá, 500.000. Đó, bao ship tận nhà cho các bác cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Con này thì đun được hết các loại nồi luôn. Bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá, 500k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng nha bác, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đấy, công suất của nó đây. Đấy, 2000W nhá, 2000W. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Công suất của nó là 2000W. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 33 nhá, một chiều là 45, một chiều là 33. Đấy. Những cái phần quai này của nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác này. Đấy, phần quai này rất dày dẫn chắc chắn này. Quai của nó dạng như là kiểu quai nhôm nhá, rất chắc chắn luôn. Đế bếp các thứ này, mặt của nó bên trong này nó sẽ là một cái mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực. Đấy, bật một phát là nóng luôn các bạn, bật phát là nóng luôn. Đấy, rất là nhanh nhá. Bếp hồng ngoại này đun cũng rất là thích và giá rất hợp lý, chỉ có 500.000 thôi. Lên cho là bếp hồng ngoại, giá sẽ là 500k. Đó. Rồi, ok.
Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop và muốn tiếp tục về cho bác một số cái mã dòng đồ siêu tầm. Đấy, hàng rất là xịn sò để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng rất là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom tứ lung tung các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn dầu các bác nhé. Các bác lên trên là đèn dầu. Con này thì rất là tiện luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25cm. Đó, cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng một cái dòng nhựa trong nhá. Cho nên là vận chuyển các thứ thoải mái luôn. Nó sẽ có bấc để các bác có thể cho lửa to lửa nhỏ như này. Về nhà thì các bác xoáy cái lẫy này ra này, đổ dầu vào đây cho em. Xoáy cái lẫy này ra đổ dầu vào đây nhá. Đấy, con này thì các bác đổ dầu vào đây. Nó sẽ là một con đèn dầu rất là tiện. Thì các bác có thể mua dầu ma rút, cái dầu chạy công nông đấy. Về nhà mình đốt như bình thường nhá, đốt như bình thường. Đây nó sẽ là một cái khuy như này để các bác có thể nâng lên để mình châm này, châm xong thì mình thả nó xuống này. Đây nó sẽ có khuy này các bác nâng lên nhá. Xoay đi xong mình châm lửa sau đó thì mình thả xuống rất là tiện. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, một con đèn dầu như này. Đó, bỏ anh kích thước này. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đó, đèn dầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135k. 135k cho một con đèn dầu như này. Bỏ anh kích thước này. Đó. Một con đèn dầu rất là đẹp luôn. Đây, đây các bác này, đây. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì con này cái chiều cao của nó tổng thể nó sẽ là vào khoảng là 27cm nhá. 26-27cm, chiều cao tổng thể 26-27cm. Còn cái chiều ngang này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 16-17cm nhá. 16-17cm. Nguyên cái phần vành để đựng dầu này thì nó sẽ là 12cm. Đấy, 11-12cm. Và các bác có thể treo cũng được mà mình để trực tiếp dưới mặt đất thì anh được, nó rất là đẹp luôn, rất đẹp, rất khuôn sinh. Màu thì nó sẽ là màu giả cổ như này, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật thiết kế cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng đẹp, trang nhã hiện đại nhá. Đó. Giá sẽ là 135.000 lên cho em là đèn dầu nhá. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là một số cái mã đồ siêu tầm này. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con Thiên Nga nhá, con Thiên Nga. Con này thì rất là đẹp luôn, các bác dùng để mình làm gạt tàn này. Đấy, con này thì cái kích thước của nó sẽ là chiều ngang của nó sẽ là 13 và chiều cao của nó sẽ là 16 nhá. Con này thì giá sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là Thiên Nga gạt tàn nhá, hoặc gạt tàn Thiên Nga. Đó, tại vì bên em có cả lọc giác Thiên Nga nữa cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đó. Lên cho em là gạt tàn Thiên Nga nhá, là gạt tàn Thiên Nga. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Phần trăm đồng của nó thì vào khoảng từ 15 đến 20% đồng mạ bên ngoài cho nên là nó giữ màu rất là tốt luôn, giữ màu rất là tốt luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 190k nhá, lên cho em là gạt tàn Thiên Nga này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái gạt tàn con heo này. Đấy, gạt tàn con heo, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, con này thì cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là 11 nhá, 11 đó. Và con này thì cũng giá sẽ là 190.000, lên cho em là gạt tàn con heo nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng này, sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó, hợp kim mạ đồng sáng bóng đẹp. Đó, gạt tàn con heo nhá, con này sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Tiếp theo thì đến gạt tàn con cóc nhá. Gạt tàn con cóc này cũng rất là đẹp luôn. Con cóc ngậm tiền rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn này, bên dưới còn có một đồng tiền xoay này và một hạt ngọc các bác này. Đấy, một hạt ngọc rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k nhá. Các bác lên cho em là gạt tàn con cóc nhá. Đây, từ cái chân tay của nó này cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, gạt tàn con cóc này rất là tinh xảo luôn. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể sẽ là 15 nhá. Chiều dài tổng thể sẽ là 15 các bác này. Đó. Và cái chiều cao của nó thì sẽ là 10 nhá. Đấy, 10 11 các bác nhá. Đó. Lên cho em là gạt tàn con cóc nhá, giá sẽ là 190k. Đó, gạt tàn cóc này. Gạt tàn cóc 190k, ship đấy. 190.000. Đó, gạt tàn cóc 190.000. Tiếp theo là đến gạt tàn con voi nhá. Lên cho em là gạt tàn con voi này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 190k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái con cóc, một con voi như này, chiều dài của nó là 16cm nhá. Và chiều cao của nó là 11cm. 11cm nhá. Đấy, để hôm nào tân gia thì ăn. Đấy, giá của nó sẽ là 190k, 190k nhá. Đấy, 190k cho một con voi gạt tàn như này. Con voi gạt tàn như này giá sẽ là 190.000. Đó, 190.000 cho một con voi gạt tàn như này. Rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp này. Chân tay này, đầu óc này, đấy, hoa lá cành, hoa văn rất tinh xảo nhá, cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, em đo video này em sẽ quay chi tiết cho các bác cái đồ siêu tầm này. Có cả kích thước đầy đủ cho các bác luôn nhá, kích thước đầy đủ luôn.
Tiếp theo thì đến con rồng đầu rùa nhá. Con này sẽ là con rồng đầu rùa này. Đấy. Con này thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 18 cm, từ đầu đuôi là 18 cm nhá. Chiều cao tổng thể thì khoảng 13 cm. Đó, 13 cm. Đấy, rất là ngon lành luôn. Bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cũng 190k luôn nhá. 190k. Đấy, 190k. Lên mã giúp cho em đó là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con rồng đầu rùa như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Con này cũng rất là đẹp. Hoa văn này. Đấy, mình rồng và thân rùa nhá, mình rồng thân rùa, rất đẹp luôn. Đấy, con này các bác có thể mua làm đồ sưu tầm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con cao cấp hơn một chút, đó là con tỳ hưu nhá, con tỳ hưu. Đó. Con này thì rất là đẹp luôn. Ship à? Và con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này sẽ là 230.000. Đấy, 230.000 và đã bao gồm phí ship cho bác luôn nhá. 230k. Và có kèm thêm cho các bác là phí ship luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Lên mã giúp cho em đó, đó là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Lên mã giúp cho em, nó làm gì đã chuyển. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu nhá, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó, tỳ hưu giá sẽ là 230.000. Đó. Các bác lên cho em là tỳ hưu này, đó. Tỳ hưu. Tỳ hưu nhá, giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một mẫu tỳ hưu như này. Đó, một mẫu tỳ hưu gà tàn rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì nó sẽ là 15 nhá. Chiều cao là 15 và chiều rộng, chiều dài từ đầu đuôi là 22 nhá. Con này khá là to luôn. Từ dài từ đầu đuôi là 22. Đó. Giá sẽ là 230.000 cho một chú tỳ hưu như này, rất là đẹp luôn. Con này thì nó mang cái tính chất là tài lộc rất là cao. Đấy, tài lộc rất là cao, các bác có thể mua về để sử dụng, để đặt trong gia đình nhà mình, vừa là làm trang trí vừa làm gà tàn luôn, rất là tốt các bác nhá. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em là một chú ngựa này, một chú ngựa rất là đẹp luôn. Đây, một chú ngựa gà tàn như này cũng rất là tuyệt vời các bác. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái chiều dài từ đầu đến đuôi của nó sẽ là 27 cm, tính từ chân nọ đến đuôi kia. Đấy là 27 cm nhá. Và chiều cao của nó là 22 cm. Con này thì khá là to luôn. Bên trên mình của nó thì có một cái đồng tiền như này. Đấy, cũng rất là đẹp các bạn. Đấy, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ngựa như này, giá của nó sẽ là 230.000. Các bác lên cho em là con ngựa nhá. Giá sẽ là 230.000. 230.000 cho một chú ngựa như này. Rất tuyệt vời để cho các bác sử dụng các bác nhé. 230.000. Tiếp theo thì sẽ lên cho các bác một em chó này các bác này. Đấy, một em chó. Đấy, một em tuất các bác nhé. Đấy, một em tuất rất là đẹp luôn. Đó, con này thì bác nào tuổi chó hoặc là thích thì các bác có thể mua về để sưu tầm sử dụng, hoặc là trang trí rất là đẹp này. Đấy, màu sắc đẹp. Đấy, màu đồng rất là đẹp luôn. Thiết kế thì cực kỳ là đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà vẫn tạo được cái độ khác biệt các bác nhé. Tạo được cái điểm nhấn rất là đẹp các bác này. Hoa văn, hoa lá cành, rồi nói chung là rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là chó gà tàn nhá, chó gà tàn. Giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, 230.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con nai gà tàn nhá. Đấy, các bác lên cho em là nai gà tàn. Con này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và giá sẽ là 230.000 cho một chú nai gà tàn như này các bác này. 230.000. Đấy. 270.000 thôi nhá. Đấy, nhầm, xin lỗi các bác. Con này sẽ là 270.000. cho một chú nai gà tàn này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Con này thì bên shop còn có một con duy nhất thôi. Đấy, còn có một con duy nhất. Bán thanh lý cho các bác cái giá là 230.000 đồng giá với mấy con kia luôn. Đó. Bán thanh lý đồng giá các bác luôn một con nai gà tàn như này. Rất đẹp các bác này. Màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Rất đẹp này. Bên dưới của nó là toàn bộ là tiền hết này. Đấy. Ngồi lên chốc tiền như này nhá. Các bác lên cho em là nai gà tàn nhá, 230.000, em chỉ có một con duy nhất thôi. Một con duy nhất. Đấy, và thanh lý cho các bác 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái hộp đựng tăm nhé. Hộp đựng tăm giá sẽ là 95.000. Về các bác bỏ tăm vào đây, không dùng thì mình ấn xuống nữa, vệ sinh sạch sẽ không bị bụi này. Chiều cao của ống thì nó sẽ là vào khoảng 11 cm nhé, 11 cm. Chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng 8 cm. Đó, 8 cm, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm nhé, hộp tăm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tăm như này. Giá của nó sẽ là 95.000 nhé. 95k cho một cái mã hộp tăm như này. Lên mã giúp cho là hộp tăm, giá sẽ là 95k các bác nhé. 95.000. Đó.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà nhá. Thì lên cho các bác lên cho em là trà bé này, bình trà bé. Giá sẽ là 220.000 cho một cái bình trà bé như này. 220k nhá. Hàng tất cả đều bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, cho cái đơn can phụ gia xuống đi. Sáng nay còn à? Hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình trà nhỏ nhá, bình trà nhỏ giá của nó sẽ là 220.000. Bao sim tận nhà cho bác luôn. Hợp kim mạ đồng bên trong có lót nhựa nha. Khi bác để trà nó không bị mất hương trà, không mất vị trà nhá. Lên cho em là bình trà nhỏ này giá sẽ là 220.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà to nhá. Hoa văn của nó sẽ là tùng trúc cúc mai rất là đẹp luôn. Tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông. Rất đẹp nhá. Đấy, test sản phẩm cho bác xem luôn này. Gõ gạc thoải mái luôn nhá. Gõ gạc thoải mái luôn. Rất dày dẫn chắc chắn thôi nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 295.000. Lên cho em là bình chè to. Con này thì đựng được sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, đựng được 4 lạng này. Đấy, chè to đựng được 4 lạng thôi nhá. 4 lạng. Giá sẽ là 295.000. Đó, còn con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè bé nhá. Cái này đựng được 2 lạng này. Đựng được 2 lạng. Giá của nó sẽ là 220.000. Còn con này thì đựng được 4 lạng, giá của nó sẽ là 295.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái khay giấy đây, một khay giấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em là khay giấy nhá, giá sẽ là 230.000 cho một con khay giấy như này. 230k nhá. Đó. Hàng có nam châm hít này. Kích thước thì chiều dài của nó sẽ là tổng thể là tính phần dài nhất là 24 nhá. Chiều rộng nhất thì sẽ là 13 nhá. Đấy, và chiều cao nhất thì sẽ là 8 cm nhá, 8 cm. Đó, cơ bản là như vậy. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hợp kim mạ đồng nhá. Có nam châm hít nhá, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em đó là khay giấy nhá, khay giấy này. Giá sẽ là 230.000, 230.000 cho con khay giấy như này. Rất tuyệt vời luôn. Rồi ok, các bác cần các cái mã đồ sưu tầm nào có thể liên hệ số hotline của bên em. Bảy ấp diện mạo hoa, vị chân thân mát cực sảng khoái. Năm ơi, vì anh lối hiền cho em hơn xưa ấy, đôi hoa mới. Vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40 cm. Đó, chiều dài của nó 40 cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm khoảng giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship coi nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá.
Các bác lên cho em là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi các bác xay thì nên nhấp nhả thì em nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá. Ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quai này. Cái lẫy đen này nhá. Cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy các bác. Đấy. Kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây. Bột nó ra này các bạn này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột như này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, có này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy có thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái gối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhá. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi. Bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Đấy. Một con gối xay 2 lít như này các bác này. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhá. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ các bác luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này. Thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy. Và kết nối vào cái đít này cho em này. Đó. Kết nối vào cái đít này nhá. Đó, nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây. Nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đây. Để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá. Giữ cái cánh chém này các bác này. Đấy, cho vào đây đi. Đó. Về nhà các bác lấy tô vít các bác vặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy. Thì cắm điện là xong nhau nhá. Đó. Nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhá. Đó đây. Đây các bác. Đó. Đấy, quay nhá. Đấy, số 1, số 2. Đây. Đây là cái đá viên của bác này. Đá viên này thực ra là khá là rắn rồi các bác nhá. Khá là rắn rồi. Đây. Đó, em đổ cho bác xem nhá. Đấy, đá viên. Đá nó kêu con nhá. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi.
test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây cắm điện vào này các bạn. Khi các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Đây, hai số 1, số 2 nhá. Đấy, khi mình xay thì mình nhấn. Chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã tát nát tan rồi các bạn này. Đấy, đá tan ra luôn các bạn theo đây. Đấy, các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này, đây các bạn này. Đấy, chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bạn này. Đấy, các bạn theo đây, đã nát hết rồi các bạn này. Đó, các bạn theo, rất là ngon luôn nhá. Đó thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm, rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ có số 1 và số 2 các bác nhé. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W, dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V, 220V đến 240V nhé. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhé. Đấy, cối xay inox giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy, lên mã giúp cho em là cối xay inox giá sẽ là 150k các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này. Cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhá, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà, giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này, Anh này, Pháp này, đấy, New Zealand này, Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn, đó, rất là chất lượng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này, nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá, đó, rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này, đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây, có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê, rồi là ngũ cốc cũng như các bác cho vào đây chưa. Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là cắm phát là nó sôi luôn các bác nhá. Đấy, cắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo các bác nhá. Đây, đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó, rất là tiện luôn. Và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây, mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh này này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây, có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có dơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điều luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240V này. Đấy. 220 đến 240V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch. Cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau. Nó khá là nhiều màu nhá. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy. Bình du lịch nhá. Các bác lên trên là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán 100k. Đấy. Bình thể thao. Các bác lên mã cho em là bình thể thao nhá. Con này thì nó rất là nhiều màu. Đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi.
Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn. Hot cô này, đấy. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Đấy. Sẽ có một cái nắp như này này. Tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó, Su 304. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đây các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu ghi, màu viết nó lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các nhá. Đó, đây. Đấy, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các nhá. Thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì một con bình như này các bác. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này, hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhá. Inox 2 lớp bên ngoài thì sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này. Đấy, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k trong chiếc bình thể thao như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. 1 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây. Dung tích của nó là 1 lít này. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng, khá là ok luôn các nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. 90k trong con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là bình thể thao. Giá sẽ là 90k. Đó. Rồi sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, tên tiên là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2m và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên trên là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên trên là võng xếp này. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 160k. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300.000 hết đấy nhá. Chứ không có trên 100 như này đâu. Tăng cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m các bác. Chiều dài khoảng hơn 2m. Và chiều rộng thì khoảng là 80cm. Đây các bác này. Đấy. Ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại. Mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi. Cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Và võng này là thuộc dạng là võng to. Nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2m. Đây, đo xem. Đo đầu bên gạch, Đấy, cho vào đầu bên gạch ấy đi. Đầu bên gạch ấy. Cổ đầu bên kia. Cho vào chỗ mép này rồi. Đấy. 3. Khoảng 2m các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2m. Rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây thì nó rộng như này. Bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng là dòng 2 lớp nhá. Hai lớp và thuộc nó thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này. Thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó. Thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này hoặc là ông bà già hoặc là những người ta thích nằm võng hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Lên theo là võng xếp nhé. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi, cái võng xếp như này 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc ắp quy nhá. Sạc ắp quy thì cái mẫu mới này về thì nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó. Mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhá, 6A.
sạc bình 12V, đó, sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V này, đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá, đó, con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi, đó, thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12, cả 24, nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi, đấy, thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá, con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k cho con sạc bình ắc quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng, con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy. Ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn, tính năng là chống sun phát này, khử sun phát rồi chống đảo chiều các kiểu con này điều luôn. Nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp đầu kiếc của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó. Bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó, hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày rất dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu đấy này. Đó. Lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24. Thế nên là các bác lên đúng tên cho em nhá. Con này là sạc 12V. Sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó. Còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhá. Còn con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhá, sạc bình 12V. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng các bác nhá, đuôi đèn cảm ứng. Đây. Thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây. Có, nó sẽ có cái mắt cảm biến này, có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt, rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho bác xem, về nhà có chỉ đấu đèn mà là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ, đuôi đèn cảm ứng. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá, đó, đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhé. Đấy, đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá, đa dạng mặt hàng và mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó, đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này là em có lắp một cái đuôi đèn này. Đó, thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này. Đó. Nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhé. Đó, muốn để bao nhiêu thì để. Thì 5 giây, 15 giây, 45 giây. Cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhé. Đó, một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhé. Đó. 90k một con các bác nhé, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa? Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá, ném anh cái bút đây. Đấy, dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá, 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó.
Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy, các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Đây. Bọt tuyết này các bạn. Đó. Thì bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok.